À, xin chào mừng các bạn đến với chương trình đối thoại cùng admin số 4 với chủ đề cai tiếng Việt, bước quyết định phản xạ tự nhiên ở trẻ. À, mong các bố mẹ và các bạn hãy chúng ta hãy bắt đầu vào bài bổ sung nha. Tuần vừa rồi thì chúng ta chào đón một sự kiện, đó là tuần 4 năm thành lập của BMYC Group. Vậy nên buổi giao lưu định kỳ này bị trì hoãn lại và để cùng chào đón ngày lễ quan trọng này. Hôm nay thì chúng ta lại cùng quay lại với một chủ đề cực kỳ nóng hổi, đó là làm sao để trẻ có thể phản xạ tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt. Câu trả lời sẽ có trong buổi đối thoại hôm nay. Trước tiên để gửi lời chào đến các thành viên đang theo dõi trực tiếp qua Zoom và cũng như qua fanpage Bố Mẹ Yêu Con Thăng 1, thì chúng ta đừng quên like hay là share hoặc là comment để ủng hộ những người làm chương trình và khách mời của chúng ta ngày hôm nay nhé. Những ai đang theo dõi chương trình được phát sóng trực tiếp trên Bố Mẹ Yêu Con Thăng 1 cũng cùng nhau lan tỏa chương trình đến bạn bè của mình bằng một nút share. Biết đâu đó bạn bè của mình cũng đang tìm kiếm thông tin này đấy ạ. Và ngay bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng gặp gỡ ba vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Bà Rồi, Ad Minh xinh đẹp đến từ bộ phận Customer Support, được rồi, bộ phận xong tư vấn tới, trực xong tới tuyến rồi, của YC. Và được chúng ta rồi, con ở cùng đi. xem một đoạn video nhé cả nhà. Có nghe được âm thanh không ạ? Có đoán ra ai trong số những khách mời của mình trong video thì các bạn hãy comment xuống tên khách mời mà các bạn biết nhé. Mình có thể cùng nhau chia sẻ trong thông tin ở khung chat ạ. Các bạn có nhận ra ai trong số các admin vừa qua không ạ? Nếu mọi người nhận ra tên của các bạn ấy thì mình có thể gõ tên vào khung chat nha. À, một trong số những admin đó là đến từ Kon Tum, đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. À, có thể các bạn cũng đã nhận ra được các admin này rồi. Và bây giờ mình xin trân trọng được giới thiệu. Đầu tiên là xin mời bạn Lê Quỳnh Thơ, quản lý bộ phận Customer Surprise đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào tất cả các ba mẹ có mặt trong Zoom cũng như là đang có mặt ở trên fanpage ạ. Em là Thơ, admin của VNYC đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào bạn Thơ. Và người thứ hai tôi xin trân trọng được giới thiệu đó là bạn Nguyễn Thị Nhung, nhân viên Customer Supply đến từ Kon Tum. Xin mời bạn Nhung. Chào em thị MC cùng toàn thể các bố mẹ có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Mình là Nhung, mình là hiện làm việc tại bộ phận Customer Service và mình đến từ Kon Tum ạ. Cảm ơn bạn. Và người thứ ba đó chính là bạn Dương Thu Hiền, nhân viên Customer Supply đến từ Vũng Tàu. Mời bạn. Xin chào tất cả mọi người trong buổi Zoom ngày hôm nay. Mình tên là Thu Hiền. Mình đang làm việc tại bộ phận Customer Service và mình hiện tại đang sinh sống ở thành phố Vũng Tàu. Rất vui được gặp gỡ mọi người trong buổi Zoom ngày hôm nay. À, các bạn ơi, hãy dành cho bé Minh xinh đẹp của chúng ta những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt nhé để chào đón sự có mặt của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi trên fanpage cũng đừng quên comment lời chào cổ vũ đến ba khách mời của chúng ta nhé. À, để mở đầu cho buổi giao lưu, tôi muốn chia sẻ với các bạn một thực trạng và có thể nói đó chính là căn bệnh của bao thế hệ người Việt khi học tiếng Anh. Và đó chính là việc học tiếng Anh nhưng không thể giao tiếp được, hoặc là giao tiếp nhưng không thể lưu loát. Và thế mạnh của người Việt khi học tiếng Anh thì các bạn biết đấy, mọi người rất là giỏi về ngữ pháp và có thể vững được ngữ pháp nhưng vẫn rất là yếu về và ngại giao tiếp. Vậy con đường để chúng ta có thể khắc phục này là gì? Và đặc biệt đối với thế hệ trẻ, khi tiếng Anh được xem như là một ngôn ngữ toàn cầu và mong muốn trẻ có thể giao tiếp được, phản xạ được và có khả năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Và cộng đồng BMYC của chúng ta thì luôn tạo ra một môi trường tốt nhất, tạo nền tảng cho các con cũng như là tạo bước đệm vững chắc cho con trở thành một công dân toàn cầu. Mỗi ngày chúng ta có thể nhìn thấy các con đọc sách này, thuyết trình hay là tham gia các hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh rất là tự nhiên, phải không các bạn? Và trẻ có thể phản xạ như trẻ bản ngữ.
Và có thể khẳng định rằng VMYC chính là cái nôi để tạo ra những bạn nhỏ có khả năng tuyệt vời đến như vậy. Các con có thể nghe được, nói được, đọc được tương đương với một trẻ bản ngữ ở độ tuổi là dưới 9 tuổi. Và để làm được điều đó thì cần phải có một lộ trình rất là bài bản và khép kín, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Và mọi người biết rồi đấy, trong lộ trình của BMYC thì có một giai đoạn được gọi là giai đoạn cai tiếng Việt. Có bố mẹ nào cho con mình đang học đến giai đoạn cần phải cai tiếng Việt không ạ? Các bố mẹ có thể comment số 2 đi vào trong khung chat được không ạ? Để mình có thể theo dõi được là các bố mẹ quan tâm đến cái vấn đề ngày hôm nay như thế nào ạ. Các bạn có thể gõ vào trong khung chat là con mình cũng đang ở một cái giai đoạn đó là cần phải cai tiếng Việt để cho con tăng tốc và sử dụng ngôn ngữ Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ hàng ngày ạ. Hiện tại thì mình chưa thấy các bố mẹ comment. À đây rồi, có rất là nhiều bạn, ví dụ như là bạn Tuấn Minh, bạn Peter. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn biết đấy, việc giai đoạn mà cai tiếng Việt là một giai đoạn cực kỳ khó khăn và bố mẹ có thể cảm thấy là nó áp lực với bản thân chúng ta cũng như là áp lực đối với các con. Và các bạn có nghĩ rằng là giai đoạn speak one hay là speak two hay thậm chí là preschool thì các con cần phải cai tiếng Việt ạ? À? Bạn có thể mạnh dạn ý kiến, nếu các bạn chọn speak one các bạn bấm số 1, nếu các bạn chọn speak two thì các bạn bấm số 2 ạ. À. Còn nếu các bạn chọn preschool thì các bạn hãy bấm số 3 giúp mình ạ. À. Bạn like 4 mà không nghe giọng mình nói ạ. À. Có thể kiểm tra lại bên chỗ có phần mic thử bạn nha. Hoặc là bạn tăng âm lượng của máy lên ạ. À. Những bạn khác có nghe mình nói rõ không ạ? Ấn vào cái mic ý, xong là kết nối với âm thanh ấy, là sẽ nghe được ạ. À. Phía góc bên dưới cùng bên tay tay trái ạ. À, cảm ơn bạn. Em sẽ tắt mic toàn bộ nhé. Các co-host có thể bật tự bật mic lên được đấy ạ. Thì mọi người bật lại mic giùm em. Cảm ơn bạn Thủy. Và qua những cái phần trả lời trong cái khung chat của các bạn thì mình thấy được rằng là các bạn chọn ở cái mức độ là speed 2 cũng khá là nhiều. Có nghĩa là cái ham muốn của các con được bộc phát ra khi các con học để mà có thể trải nghiệm được cái ngôn ngữ của mình, đó là các con bắt đầu muốn nói tiếng tiếng Anh và bố mẹ cũng muốn cho con có một cái bước tăng trưởng phát triển hơn, đó là con có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Vậy thì các bạn biết đấy, ngoài cái đáp án mà chúng ta chia sẻ ở trong khung chat này thì cũng có rất là nhiều bố mẹ như mình thấy ở trên fanpage cũng đang comment, đó là cái phần giai đoạn mà các bạn muốn cai tiếng Việt cho con. Bây giờ mình sẽ bật mí ngay, đó chính là giai đoạn preschool các bạn. Giai đoạn cần cai tiếng Việt chính là giai đoạn này, và giai đoạn tiên quyết này giúp cho trẻ có thể phản xạ được một cách tự nhiên nhất. Bây giờ mình sẽ chào đón vị khách mời đầu tiên, đó là bạn Lê Quỳnh Thơ, trưởng bộ phận Customer Service đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy là mẹ của bé Minh Châm, là một hot kỳ cựu của BMYC English Speaking Club. Dù bé mới chỉ 8 tuổi, con dẫn dắt chương trình hỗ trợ các bạn có thể giao tiếp tiếng Anh trong câu lạc bộ rất là tốt và luôn nhận được cái sự chào đón nồng nhiệt từ các bạn nhỏ. Chào Quỳnh Thơ, bạn có thể giải thích vì sao mà giai đoạn preschool được gọi là giai đoạn cai tiếng Việt cho trẻ và nó có tính chất quyết định đến khả năng phản xạ tự nhiên khi mà trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh không ạ? Em xin cảm ơn câu hỏi của MC Thanh Thủy ạ, và em chào tất cả các ba mẹ. Em có để ý trong phần khung chat thì rất nhiều ba mẹ có comment là số 1 đúng không ạ? Số 1 là giai đoạn speed 1 và speed 2, nhưng cũng không thấy ba mẹ nào comment giai đoạn là preschool. Đối với cái lộ trình học của BMYC ạ, thì khoảng 3 tháng cuối của speed 2 thì các bài học trong chương trình đã bắt đầu chuyển hóa từ cái việc là các con sẽ luyện tập đọc sang giai đoạn sẽ tập nói, cũng như là giúp các con luyện tập về khả năng thuyết trình nhé. Đây là cái giai đoạn tạo cho con một cái thói quen bật nói, tập trình bày ý tưởng, và nó chính là cái giai đoạn nền tảng trước khi các con bước sang preschool, là giai đoạn tập cai tiếng Việt cho con. Thì cái giai đoạn tập cai tiếng Việt cho con sẽ là ở ở cấp độ preschool ạ, chứ không phải là ở cấp độ speed 1 hay speed 2 đâu ạ. Thì đối với mỗi bài học ở trong xong preschool thì các cái bài học được admin thiết kế để tập trung hoàn toàn giúp cho các con tăng cường cái tư duy cũng như là phản xạ liên tục bằng tiếng Anh. Thì giai đoạn này các ba mẹ sẽ được admin hướng dẫn cho con là sử dụng hoàn toàn cái môi trường, sử dụng hoàn toàn để tiếp cận với cái môi trường tiếng Anh. Và cụ thể chúng ta sẽ có 4 kênh học tập ạ. Kênh thứ nhất đó là về kênh học
Kênh đọc sách thì ở giai đoạn này ba mẹ tăng cường cho con đọc sách tiếng Anh, và mình sẽ thiên về những cái sách tiếng Anh có cái nội dung dài hơn, cũng như là mình cũng có thể tìm hiểu các sách về các chủ đề như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, hay là các cái chủ đề về môn nghệ thuật chẳng hạn ạ. Tiếp đó là về kênh thứ hai, đó là kênh xem. Thì ở giai đoạn này gần như là trẻ đã có khả năng xem được những cái kênh hoàn toàn bằng tiếng Anh rồi, nên ba mẹ giúp em là hạn chế, hoặc là thậm chí mình sẽ không cho con tiếp cận với các cái kênh tiếng Việt nữa, tức là mình sẽ tập trung và tăng tốc cho con chỉ xem, tập trung xem vào các chương trình bằng tiếng Anh thôi. Và ngay cả những cái tìm kiếm thông tin về các cái chương trình bài học ấy, thì mình cũng giúp cho con tìm kiếm dựa trên sử dụng cái ngôn ngữ Anh để tìm kiếm nhá. Và một cái kênh thứ ba vô cùng quan trọng đó chính là kênh hoạt động đội nhóm ạ. Thì ở cấp độ preschool, bên group BMYC đã xây dựng cho con đó là những hoạt động đội nhóm cùng tiến, tức là các chương trình Zoom cho các bạn. Thứ hai là các con sẽ được tham gia các chương trình Zoom cùng với giáo viên và các bạn trong nhóm. Ngoài ra thì khi các con lên preschool thì phía group BMYC cũng bắt đầu là đào tạo host, thì các ba mẹ có thể đăng ký cho con tham gia chương trình host để các con được đứng lớp, tức là mình sẽ được tặng rất là nhiều cái môi trường tiếng Anh vô cùng linh động ạ. Tại BMYC thì những cái hoạt động này thì sẽ được đa dạng và giúp cho các con có được là rất nhiều cái môi trường để các con thực hành cái phản xạ nói. Như chúng ta cũng biết được là cái điểm yếu của người học tiếng Anh đó là học rất nhiều nhưng lại không có môi trường, không có môi trường để thực hành tương tác, do đó là cái khả năng mà giao tiếp không được tốt. Thay vì cái việc mà chúng ta đưa con đi sân Tây, thứ nhất là vừa mất công sức và thứ hai là cũng khá là tốn thời gian, và không phải ba mẹ nào cũng có cái điều kiện để cho con điều kiện để dẫn con đi gặp người nước ngoài để tương tác giao tiếp ấy. Thì tại BMYC thì group đã tạo cho con những cái hoạt động và những cái môi trường để cho con được luyện tập và giao tiếp với bạn bè gần như là không giới hạn nhé. Nhờ cái việc này sẽ giúp cho con đẩy mạnh được cái khả năng giao tiếp tiếng Anh cho các con. Và đối với kênh thứ tư đó là kênh học. Trong nội dung bài học của BMYC thì các cái bài học BMYC thì đòi hỏi, tức là ở free school là đòi hỏi các con phải có một cái quá trình, tức là luyện tập liên tục. Các con sẽ cần luyện nói, luyện thuyết trình, và con sẽ được rèn cái tư duy chủ động tìm hiểu cũng như sàng lọc các cái thông tin. Điều này sẽ giúp cho con vượt qua được những cái rào cản là ngại nói. Thì tóm lại là chúng ta sẽ từ các cái hoạt động mà từ các chương trình chính thức trong free school hay là những cái chương trình bổ trợ thêm thì đều có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau về mặt thời gian. Thứ hai là về cái cách thức cũng như là cường độ thực hiện cần có sự liên tục, và mình sẽ tận dụng những cái môi trường tiếng Anh cho con nhé, để giúp cho các con có thể là cái giai đoạn này là giai đoạn để cho các con gần như là tập ca tiếng Việt. Cái quá trình học tập cũng như giải trí của con sẽ hướng tới là cái hoạt động 100% sử dụng tiếng Anh. Thì khi mà chúng ta thiếu đi bất cứ một cái yếu tố nào thì cũng có thể, thứ nhất là cái việc mà cai tiếng Việt nó sẽ giảm hiệu quả, hoặc là thậm chí mình sẽ bị tốn thời gian hơn, tốn thời gian, tốn công sức hơn. Do đó thì cái giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn quyết định cái việc mà tạo cho con cái phản xạ tự nhiên ở trẻ đấy ạ. Thế trên đây là một số cái chia sẻ của em để giúp cho các bố mẹ hiểu rõ hơn là cái giai đoạn nào mà là cái giai đoạn mà con cần phải cai tiếng Việt ạ. Cảm ơn Quỳnh Thơ rất là nhiều. Qua chia sẻ của Quỳnh Thơ thì mình cảm nhận thế này. Trong fanpage thì các bố mẹ comment số 3 rất là nhiều, có nghĩa là bố mẹ đã cho con thực tập nói ở phần preschool. Còn ở trong Zoom của chúng ta, phòng Zoom thì chúng ta lại comment rất nhiều ở Speak 1 và Speak 2. Thì có lẽ rằng là các bố mẹ đang nóng vội đúng không ạ? Vậy thì mình cảm giác cái phần chia sẻ của bạn Thơ, mình hiểu được rằng là Speak 1 và Speak 2 giống như là cái phần nạp đầu vào vậy các bạn. Mình phải nạp cho con thật là nhiều thông tin, dữ kiện, và mình sẽ cai tiếng Việt dần cho con bằng cách mình tăng cường cho con nghe, xem, và đến lúc là qua cái giai đoạn cuối cùng preschool thì con sẽ là người phát triển ra và cũng sẽ nhờ vào trong ngay chính cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều hoạt động từ Speaking Club, rồi từ các cái phần hoạt động của host, cũng như là cái phần đang rất là tiến bộ đó là phát triển cái phần speaking cho các con có một cái chương trình học luôn, thì bố mẹ có thể cho con mình được trải nghiệm và thể hiện cái phần mà con đã nạp vào để con có một cái môi trường để con bung ra. Cho nên là mình sẽ thật là bình tĩnh và mình theo con thật là chắc từng ngày nhé các bố mẹ. Và bây giờ như chúng ta đã biết thì ngoài những cái phần chia sẻ của bạn Thơ thì nếu mà chúng ta kiên trì với con đường nào thì con đường đó cũng sẽ dẫn đến chúng ta một cái bước thành công. Nhưng mà muốn có được cái hiệu quả tối ưu nhất trong thời gian 1 đến 2 năm thì chúng ta cần phải xác định là đi đúng hướng và làm đúng phương pháp.
giai đoạn preschool muốn thành công trong việc cai tiếng Việt thì và giúp cho trẻ có thể phản xạ được tiếng Anh một cách tự nhiên, thì mỗi chúng ta cần phải quyết liệt, các bố mẹ phải quyết liệt hơn nữa để đúng thời gian này, đúng cách làm và tận dụng cái môi trường đã có ngay trong chính cộng đồng của chúng ta và thực hiện với một cái cường độ phải thực sự là liên tục, mình không có ngắt quãng thì hiệu quả mới đến được. Trong các bạn ở đây thì có ai đang cùng con học tại chương trình preschool không ạ? Nếu có thì các bạn hãy nhấn vào chữ y dài đi ạ, là yes ạ. Mọi người có thể chia sẻ cùng mình ở trong phần chat nhé. Nếu các bạn đang cho con học preschool thì các bạn hãy bấm cho mình chữ y ạ. Mình thấy bạn Nguyễn Hùng Thành này cũng đã comment bên trang, mà bên fanpage thì có một số các bạn. Ví dụ như là bạn Hoa Sương Rồng này, bạn Thao Nguyễn này. Các bạn cũng đang cho con học với preschool. Các bố mẹ ơi, bên cạnh việc mà chúng ta tương tác trên fanpage cũng như trong phòng chat thì các bố mẹ có các câu hỏi nào mình có thể gõ ngay trong khung chat ạ, để cho bộ phận hỗ trợ sẽ ghi lại các cái thông tin câu hỏi của các bạn và chúng ta sẽ có giao lưu câu hỏi trực tiếp để được sự giải đáp từ các admin ngay trong cuối buổi nhé. Các bố mẹ nhớ comment liên tục để chúng ta có thể ghi chú lại ạ. Và như các bạn đã thấy đấy thì rất là nhiều bố mẹ đang gặp phải những cái khó khăn quanh cái việc mà cai tiếng Việt cho con cũng như là cho con một cái môi trường để con có thể bật nói. Bản thân mình là đóng vai trò là advisor trong cộng đồng bố mẹ yêu con. Thường ngày thì mình cũng có chấm bài cho các con bên Speak to và bên preschool. Thì mình thấy cái vai trò của bố mẹ với các con á, thì rất là kiên trì, rất là nhiệt tình. Tuy nhiên thì các bố mẹ lại khá lo lắng. Vậy thì khi mà các con đến với preschool thì gần như bố mẹ lại không thể theo nổi con nữa. Bố mẹ cảm thấy rằng là cái năng lực của mình đến đó là nó bị hạn chế lại rồi và mình không thể nào mà hỗ trợ được con theo những cái bài học được. Và mình cũng có rất là nhiều bạn đã phải cho con tạm ngưng ở cái giai đoạn mà con bắt đầu preschool, thì mình cảm thấy rất là uổng luôn. Nhưng mà bố mẹ đừng quá lo lắng nhé, bởi vì là ngoài cái việc mà các con đang ở một cái đà tốt như vậy thì bố mẹ hãy cố gắng nỗ lực hơn một tí nữa, đừng hoang mang và mình nên dành cho con những cái phần thời gian để có thể hoàn thành được bài báo cáo, hoặc là mình có thể giúp cho con làm bài. Bên cạnh việc mà mình chia sẻ cùng con thì mình hãy kết nối nhiều hơn nữa với admin để cho admin có thể hỗ trợ các bố mẹ nhé. Và mình cũng có một câu hỏi dành cho bạn Thơ thêm, đó là theo kinh nghiệm của bạn cùng với bé gái đang học bên preschool thì bạn có một cái cách hướng dẫn nào đó giúp cho phụ huynh có thể vượt qua cái rào cản nãy giờ mà mình đang đề cập tới không ạ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu hỏi của chị Thuyền. Thực tế thì theo thống kê của VMYC ạ, khi mà bên em tức là khi mà các ba mẹ đăng ký chương trình đầu vào bên em đều có một cái phần là ba mẹ điền thông tin về cái khả năng tiếng Anh ạ. Thì bên em thống kê chỉ có 6% là các ba mẹ tốt về tiếng Anh và cũng như có thể giao tiếp tiếng Anh tốt thôi ạ. Còn lại là 94% các ba mẹ là không tốt về tiếng Anh và thậm chí có những người là không biết tiếng Anh thôi ạ. Thì có rất là nhiều phụ huynh khi mà con lên giai đoạn preschool gần như là bố mẹ không hiểu được nội dung bài thuyết trình hoặc là không hiểu con đang nói gì cũng như là không biết là con mình nói đúng hay nói sai. Rất là nhiều luôn ạ. Thì càng lên cao thì nhiệm vụ của ba mẹ ở đây là người định hướng cho con về phương pháp và cách làm ạ. Có thể là tiếng Anh bố mẹ không biết nhưng mà bố mẹ sẽ biết được cái cách thức bài học đó sẽ triển khai ra sao. Vì trong mỗi một tác học thì admin đã có một cái phần hướng dẫn dành riêng cho phụ huynh, tức là các hướng dẫn này đều bằng tiếng Việt, nên là ba mẹ chỉ cần đọc hiểu tiếng Việt là mình hoàn toàn có thể là nắm được cái nội dung khai thác bài học đó ra sao. Ví dụ như là mình với cái chủ đề bài học đó, để mà con thuyết trình được thì con sẽ cần phải xem video nào hay con cần đọc sách nào, và một cách thức làm cái bài mind map ra sao, thì hoàn toàn ba mẹ có thể là đọc được, tức là mình có thể đọc hiểu tiếng Việt để mình cùng con là hướng dẫn cho con cách thức thực hiện. Chứ mình nếu như mình để cho con một mình ấy, thì đôi khi con sẽ không hiểu được cách thức thực hiện bài đó ra sao. Do đó cái vai trò của ba mẹ đây là người đồng hành, người định hướng cho con về mặt phương pháp và về mặt cách làm. Mẹ sẽ hướng dẫn cách làm bằng tiếng Việt, còn lại là con sẽ điều chỉnh dần qua tiếng Anh. Vì thực tế là các bạn khi mà lên đến preschool là các bạn ấy đã có một cái nền tiếng Anh trước đó rồi ạ. Đến giai đoạn này là các con chỉ cần cái sự định hướng của ba mẹ thôi, là các con hoàn toàn có thể là điều hướng được cái nội dung sang tiếng Anh được ạ. Thì ba mẹ sẽ là người trung gian để truyền tải các cách thông tin và cách tìm kiếm tài liệu cũng như là hướng dẫn cho con cách thức làm. Còn lại con sẽ là người trả kết quả về cho chúng ta.
Còn thêm một cái điều nữa là ba mẹ sẽ thắc mắc là không biết là con nói đúng hay nói sai, thì cái phần này mà khi mà mình hoàn thiện bài học, mình quay lại video nộp bài cho giáo viên, thì bên bộ phận giáo viên sẽ có cái nhiệm vụ trách nhiệm là sẽ hỗ trợ về cái phần đánh giá về cái mặt chuyên môn ạ. Tiếp nữa là có một cái phần tương tác, thì em thấy các ba mẹ rất nhiều ba mẹ có cái phản hồi bên em là đến giai đoạn preschool là ba mẹ không tương tác được với con nữa rồi. Vậy thì cái cách làm cái giải pháp ở đây là gì ạ? Tức là nhiệm vụ của ba mẹ sẽ là đặt câu hỏi cho con thôi ạ, và những cái câu hỏi này thì đa phần sẽ là rất là đơn giản, và ngay cả từ ở speed speed 2 là bên phía group cũng đã hướng dẫn cho mẹ những câu tương tác căn bản với con rồi ạ. Thì nếu như ba mẹ nào đồng hành với con ngay từ speed 2 là mình đã có một cái nền, tức là mình đã có tích lũy cho mình được những cái vốn câu hỏi để mình khi mà mình lên preschool là mình sẽ gọi là mình có cái đà để mình phát triển cái câu ra thôi ạ. Còn trong trường hợp nếu như ba mẹ mà không nhớ được cái nội dung câu hỏi tương tác ấy, thì mình có thể in ra giấy cũng được. Mình in ra giấy thì mình hỏi con, mình tương tác với con ạ. Và ở đây là con sẽ không có gọi là phán xét ba mẹ là nói đúng hay nói sai đâu. Vì thực tế là mình sẽ là con sẽ cần một cái người để là tạo cho con một cái môi trường và giúp cho con có cái phản xạ lại thôi ạ. Thì ba mẹ đừng lo lắng là cái việc mình phát âm không chuẩn, phát âm sai, ảnh hưởng đến con. Vì thực tế là con mình đã có một cái quá trình, thứ nhất là tích lũy về vốn tiếng Anh thông qua việc nghe, thông qua việc xem và từ các cái nguồn chuẩn rồi ạ. Em ví dụ như là một người Hà Nội đi ạ và một người Sài Gòn đúng không ạ? Hai người vẫn có thể là giao tiếp với nhau bình thường nhưng không bị lẫn giọng của nhau. Đó, nên là ba mẹ cứ gọi là mạnh dạn, tự tin trong cái việc là tương tác với con. Còn trong quá trình em tư vấn cho các phụ huynh ấy, thì em thấy có rất là nhiều phụ huynh có phản hồi với em đó là con từ chối tương tác với mẹ, hay là con chê mẹ không biết tiếng Anh, mẹ nói tiếng Anh rất là dở, hay là mẹ phát âm sai nên là con không tương tác với mẹ. Thì không biết là trong Zoom và trên fanpage của chúng ta ngày hôm nay có gia đình nào cũng gặp cái tình trạng mà giống như vậy không ạ? Thì có thể comment giúp em số 1 nhé, để em xem có bao nhiêu ba mẹ cũng đang gặp tình trạng tương tự, tức là con không hợp tác với mình và con chê là ba mẹ nói rất là dở hay là phát âm không có đúng nên là con không tương tác luôn, từ chối với mình. Thì các ba mẹ có thể comment giúp em số 1 trong cái phần ô chat ạ. Em thấy có chị Kiều Anh có nói là con không hợp tác, thì không biết bé nhà mình là học đến cấp độ nào rồi hả chị? Dạ, speed 2 ạ. Con không chịu, con không hợp tác, tức là khi mà mẹ tương tác với con là con từ chối đúng không chị? Dạ. Em thấy có Khánh Linh ạ, Khánh Linh cũng gặp tình trạng tương tự đúng không ạ, là con từ chối hợp tương tác với ba mẹ. Đã, em thấy có thêm một số ba mẹ cũng gặp tình trạng tương tự. Cái trường hợp này thì rất là phổ biến luôn ạ, vì em thấy rất là nhiều ba mẹ có chia sẻ đến có những giai đoạn mà con cái khả năng tiếng Anh của con là vượt trội hơn ba mẹ rất là nhiều rồi, và đến giai đoạn đó là con sẽ, tức là con sẽ chê mẹ là à, mẹ phát âm không đúng và mẹ tương tác không đúng nên thành ra là không hợp tác với mình luôn. Dạ, con không hợp tác. À, em sẽ chia sẻ về cái cách xử lý tình huống luôn nhá. À, khi mà mình tương tác với con mà con không hợp tác với cả ba mẹ ạ. Dạ, rồi con chê mình phát âm sai. À, thì mình sẽ xử lý như sau nhá. Tức là mình sẽ nói với con là tiếng Anh của mẹ không được tốt lắm nhưng mẹ rất là thích học với con và mẹ rất thích nghe con nói tiếng Anh. Thế nên là mẹ sẽ ngồi cùng con, tức là với chủ đề bài học này thì mẹ sẽ cùng con tìm kiếm thông tin. Còn lại là bây giờ với con hãy đọc câu hỏi này lên và theo con thì con sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Tức là mình chỉ là người định hướng động viên con thôi, còn lại thì mình có thể để cho con tự đọc câu hỏi và con sẽ khuyến khích con tự trả lời theo ý hiểu của con ạ. Thì đó là những cái cách mà ngay cả bản thân em thì cũng không phải là một người tốt về tiếng Anh, nên khi em đồng hành với con thì đã có những lúc là em cũng xử lý tình huống như vậy, tức là mình chỉ đơn giản là mình ngồi gần con, những cái thông tin mà con cần, tức là những cái nội dung nào mà con cần tìm kiếm thông tin thì mình sẽ hỗ trợ cho con. Tức là bài với chủ đề đó thì con cần tìm kiếm thông tin ở đâu, con xem video nào hay là con đọc sách nào để con có thông tin. Còn lại là con sẽ đọc các câu hỏi lên và con sẽ tự trả lời luôn ạ. Và thực tế là em thấy rất nhiều bé đến giai đoạn free school gần như là các con có thể khả năng là tự tương tác và tự nói một mình được đấy ạ, tự trả lời một mình luôn và không cần ba mẹ đâu ạ.
Nên là các ba mẹ không phải tức là ba mẹ khi mà con chê thì mình cũng đừng ngại, tức là mình cũng có thể mình sẽ công nhận là mình không tốt về tiếng Anh nhưng mình rất thích cái điều đó, rất thích cái việc học với con ấy, rất thích việc học với con, rất thích nghe con nói, và mình ở đây là mình sẵn sàng để mình lắng nghe con, mình cùng con, mình đồng hành với con, định hướng cho con thôi ạ. Thì trên đây là một số cái chia sẻ của em để làm sao mà giúp cho các ba mẹ có thể vượt qua được cái giai đoạn mà thứ nhất là mình có thể vượt qua được cái phần nỗi sợ về cái việc mà mẹ không biết tiếng Anh. Vì thực tế là ở đây mình không cần phải quá giỏi tiếng Anh hoặc biết quá nhiều tiếng Anh, chỉ cần mình nắm được phương pháp, mình định hướng cho con. Thế là và mình nếu như mà có thể tương tác được với con, tức học được những câu hỏi tương tác thì đó là điều quá tốt ạ. Còn nếu mà không thì mình có thể in ra giấy cũng được ạ. Thế hy vọng thì câu trả lời của em có thể hỗ trợ cho các ba mẹ phần nào trong cái quá trình tương tác với con ở giai đoạn preschool ạ. Cảm ơn Quỳnh Thơ rất là nhiều. Các bạn đã nghe Quỳnh Thơ chia sẻ có rõ không ạ? Mình thấy rằng là trên fanpage các bạn tương tác cũng rất là mạnh và các bạn cũng muốn chia sẻ rất là nhiều thông tin. Mình hiểu được rằng cái cảm giác của mẹ khi đồng hành với con ấy sẽ rất là lo lắng cũng như là rất là nôn nóng để con có thể đạt được một cái gì đó mà mình trao gửi vào con. Như chúng ta đã biết thì mình quay lại với vấn đề được nói ở trên, đó là bốn kênh tiếp cận cùng lúc tại thời điểm con cai tiếng Việt. Các bạn nhớ nhé, đó là nghe này, xem giải trí này, đọc sách và hoạt động nhóm. Và đặc biệt khi con đã bắt đầu cai tiếng Việt thì hoạt động nhóm chính là một cái yếu tố quyết định bắt đầu hàng đầu đối với con. Và để mà có được những cái kênh học từ chính thức từ với chương trình Bố Mẹ Yêu Con thì các bạn hãy luôn luôn nhớ rằng admin luôn bên cạnh các bạn, hãy chia sẻ và hãy trao gửi mọi cái khó khăn cũng như vướng mắc của mình để admin có thể hỗ trợ các bạn kịp thời nhé. Đối với chương trình học tại thời điểm này thì khó nhất sẽ là tập thuyết trình theo chủ đề. Và mình thấy gần đây trên fanpage cũng như là trên cộng đồng Bố Mẹ Yêu Con thì nhà nhà các bạn đều đưa lên những cái hình ảnh mà các con tập thuyết trình. Và trong đó thì có một bạn đến từ Kon Tum và bạn ấy cũng đang tập cho con gái mình những cái bước đi đầu tiên với phần thuyết trình. Khi mà con ở lứa tuổi 6-7 thì đa phần bố mẹ phản ánh là con rất là ngại giao tiếp và con không muốn để tăng tốc thêm nữa và con cảm thấy rất là ngượng ngùng và không có đủ cái tự tin để mà có thể nói trước đám đông hoặc là thuyết trình những cái vốn từ hoặc là những cái phần mà con đã được nạp vào trước đó. Để chia sẻ cùng với quý khán giả hôm nay thì mình thân mời bạn Nguyễn Thị Nhung là khách mời đến từ Kon Tum và là mẹ của bé Vũ Hà Nhi. Bạn ấy cũng là một trong những thành viên tạo dựng nên cộng đồng BMYC tại Đắk Hà. Kon Tum cũng chính là quê hương của mình. Bây giờ mình sẽ mời bạn Nhung chia sẻ với các bạn về những cái khó khăn chủ yếu mà giai đoạn đầu preschool bạn và Hà Nhi đã trải qua, giai đoạn cai tiếng Việt cho trẻ thì đa phần con không hào hứng. Bạn có bí quyết gì thì cùng cho giúp cho bố mẹ có thể hiểu rõ hơn được nè. Mời bạn Nhung. Xin cảm ơn câu hỏi của MC và xin chào các bậc bố mẹ có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Về cái vấn đề mà con không hứng thú với nội dung bài học hay là con chán ở những cái giai đoạn preschool thì mình thấy đó là cái vấn đề chung của rất nhiều gia đình, không những ở cấp độ này và những cấp độ đầu ở speech 2, các bố mẹ vẫn nói là con không hứng thú với việc học. Thì với cái vấn đề này theo quan điểm của mình, những kinh nghiệm mình đã đồng hành với con thì ở cái giai đoạn từ 5 đến 8 tuổi thì con sẽ chưa ý thức được cái việc mà cái gì là cần thiết và cái gì là chưa cần thiết, nên là các bạn ấy thường hành động theo cảm tính ấy ạ. Tức là con thích cái gì thì con sẽ tập trung vào cái đó và có những cái mà khó quá thì con sẽ bỏ qua và con không có thích làm. Để giúp cho con hứng thú với cái bài học và khai thác hết cái nội dung theo từng tác học được giao thì việc cần làm của bố mẹ đó là mình cần ngồi học cùng với con đấy ạ. Vì là ở các giai đoạn sau thì lượng kiến thức con càng nhiều, ở các giai đoạn như preschool trở đi thì lượng kiến thức nó rất là nhiều, cũng như là độ khó tăng dần, mà nếu như bố mẹ để con tự học, để cho con tự bơi một mình thì con sẽ rất là nhanh nhanh chán. Vì thế nên là thay vì cái việc mình bắt con học thì mình hãy ngồi học cùng với con. Mình chia nhỏ cái bài học ra và chi tiết hóa các nhiệm vụ mà hai mẹ con cần làm. Hơn nữa thì khi mà gặp những cái tình huống như thế này thì bố mẹ mình cần ngẫm lại xem thử nguyên nhân vì sao con không có hứng thú với việc học và từ đó lại đề ra giải pháp. Ví dụ như nguyên nhân thì mình có thể xem là có phải là áp lực ở ở cái phần bài học quá lớn hay không, hay là do là tính của con không có khả năng tập trung. Nếu như thì và tùy vào mỗi bé thì mình sẽ đưa ra những cái giải pháp để
tháo gỡ những cái khó khăn mà hai mẹ con đang gặp phải. Ví dụ như là nếu như mà áp lực bài học lớn hay là con đang thấy khó trong cái nội dung tắt học thì bố mẹ cần hãy dành thời gian ra mình đồng hành cùng với con. Mình đừng có tạo áp lực cho con, để vấn đề quan trọng là mình cần giúp con học vui mỗi ngày. Phương châm của bố mẹ và con vậy, chúng ta đồng hành cùng con để giúp cho con rèn luyện cái việc học mỗi ngày cùng với bố mẹ. Hoặc là nếu như mà tính con không kiên trì thì mình giúp cho con khắc phục cái tính cách này của con. Ví dụ như mình có thể đưa ra các phần thưởng, nếu như khi con mà hoàn thành một cái mục nào đó trong phần tắt học, ví dụ mình chia ra phần basic nếu như con hoàn thành rồi, hay là đến cái phần quay bài video thuyết trình rồi xong thì con sẽ được một cái phần thưởng nào đó. Về cái phần thưởng thì bố mẹ có thể linh động tùy theo cá tính sở thích của mỗi bé, thì mình sẽ lựa chọn những cái phần quà tặng để khuyến khích động viên con trong quá trình học. Hơn nữa đó là khi mà nhận tắt học ấy thì nhưng bản thân mình đồng hành với con khi mình nhận tắt học thì mình việc đầu tiên là mình vạch ra các ý, tức là các nhiệm vụ mình cần phải thực hiện với con. Ví dụ như khi nhận bài học thì mình sẽ đọc kỹ cái nhiệm vụ mà được admin giao để mình xem thử là hai mẹ con mình sẽ làm gì. Sau đó thì mình có cho con xem các video và các chủ đề được giao qua sách, đọc sách hoặc là xem các video trên YouTube. Và sau đó mình từ đó là mình giúp cho con tìm hiểu về cái từ vựng, những cái từ vựng mới về cái chủ đề đó. Và khi con đã hiểu rồi thì mình bắt đầu giúp cho con vạch ra các ý để cho con làm bài thuyết trình và lên sườn, hoặc là tập cho con thuyết trình từng đoạn một, tức là mình chia nhỏ các nội dung ấy ra, không áp lực, và để cho con hai mẹ con học một cách thoải mái nhất. Và rất cần sự đồng hành của bố mẹ ở trong cái giai đoạn này để làm cho con không có bị chán ạ. Mình sẽ kết thúc câu trả lời ở đây ạ. Cảm ơn bạn. Vâng, câu trả lời quá rõ ràng rồi phải không các bạn? Và chúng ta phân biệt ở đâu chính là phụ và là đâu là phần kết hợp, để mọi thứ không quá áp lực lên con mình, và phân bổ thời gian ưu tiên cái gì cho phần chính để đảm bảo quá trình xây móng của chúng ta thật là vững chắc, và cũng như là tạo cho con được một cái tính rèn luyện và có trách nhiệm trong công việc, biết cách kết hợp với các hoạt động mà con yêu thích. Trong số các bố mẹ đang theo dõi ở đây, có bố mẹ nào đang mong muốn con mình có thể tham gia hoặc là con mình có thể bắt đầu với cái phần thuyết trình được không ạ? Có bố mẹ nào mình nóng lòng hay là mình rất là háo hức với cái phần thực hành thuyết trình cho con, các bạn có thể gõ vào khung chat giúp mình số 5 đi ạ. Số 5 cho mới mẹ ạ. Trên fanpage chúng ta cũng có thể tương tác lên nhé, bởi vì luôn luôn có một bộ phận hỗ trợ có thể ghi lại thông tin của các bạn cũng như các câu hỏi mà các bạn dành cho ba admin, và câu hỏi sẽ được thống kê lại và sẽ được các admin trả lời trực tiếp. Do vậy trong quá trình chúng ta trao đổi ở đây, các bố mẹ luôn luôn nhớ giúp mình hãy chia sẻ những thông tin cũng như những khó khăn vướng mắc mà mình còn vướng phải vào trong cái phần khung chat cũng như là vào phần comment trên fanpage để được bộ phận hỗ trợ ghi lại nhé các bạn. Mình thấy rất là nhiều bố mẹ đang comment số 5 ở đây. Có nghĩa rằng là các bố mẹ cũng đang rất là mong chờ con mình có được một cái bước cải tiến rõ rệt qua những cái phần mà con đã xây dựng nền móng vững chắc. Sau khi con đã có những cái nền móng đó rồi thì các bạn luôn muốn con mình có thể thể hiện được ra bên ngoài, cũng như có thể trao đổi qua rõ nhất đó là chính là bài thuyết trình ạ. Vâng, cảm ơn các bố mẹ đã chia sẻ những thông tin cũng như là những cái phần giao lưu như vậy cho mình. Các bạn biết không, ai cũng gặp khó khăn trong việc làm mind map với con cả. Và cái phần mind map chính là cái phần để giúp cho các con có thể thuyết trình được sinh động hơn, con yêu thích cái bài thuyết trình của mình hơn, con thể hiện được bản thân mình rõ hơn khi các con tự mình có thể vẽ được những cái hình ảnh cũng như là các con trình bày được ý tưởng của mình qua mind map. Và các bạn biết đấy, có rất là nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi con vẽ mind map cũng như là sketch note. Nếu các bạn chăm chỉ coi các cái bài chia sẻ trên cộng đồng bố mẹ yêu con thì các bạn sẽ thấy các bé trình bày những cái phần mind map của mình cũng như là sketch note rất là thú vị, đúng không ạ? Con có thể thuyết trình nhưng mà có thể là con không thích làm đấy, con cũng không có khiếu vẽ đâu các bạn, và con cũng không có nhiều thời gian đâu. Nhưng mà chuyện này thì hết sức bình thường, tại sao các bé có thể làm được như vậy? Chúng ta sẽ cùng nghe chị Nhung giải đáp thêm nhé. Ngoài những cái thời gian con đi học, con vướng bận, mình biết rằng là bé của nhà bạn Nhung cũng không thích vẽ đâu, và ban đầu thì con cũng vẽ không đẹp đấy,
nhưng mà con cũng rất là thành công và mỗi ngày tiến bộ lên dần. Bạn có thể chia sẻ thêm thông tin để cho các bố mẹ là comment số 5 nãy giờ có thêm động lực để cùng con mình trải nghiệm cái phần thuyết trình qua mind map hay là sketch note nào. Cảm ơn câu hỏi của Edmin. Với mình ấy, thì trước đây thì thực ra là con mình cũng không có khiếu thật, bạn ấy cũng không có thích vẽ đâu, nhưng mà sau này mình cho con học với để giúp cho con giải trí thôi ạ. Nhưng mà thực tế cho thấy thì mind map giúp cải thiện khả năng ghi nhớ, nó giúp kích hoạt cái trí nhớ mạnh mẽ từ các hình ảnh, màu sắc, các hình dạng, cũng như là giúp liên kết bộ não của chúng ta xử lý và ghi nhớ một cái lượng lớn thông tin, cũng như là giúp cho con sáng tạo được các ý tưởng đó. Khi con nói về một cái vấn đề nào đó mà không có hình ảnh minh họa thì thực sự là nó không có thu hút người nghe. Mà từ preschool thì con đã tập làm quen với mind map và admin đã hướng dẫn bạn cách làm như thế nào để có một bài thuyết trình hoàn hảo, và mind map chính là một cái công cụ hữu ích. Mình nghĩ đó là một công cụ hữu ích trong cái ở cái giai đoạn preschool này. Mind map là công cụ mà bổ trợ giúp cho con phân tích với bài học được rõ ràng, thuyết trình, thuyết phục và ấn tượng những cái vấn đề mà con đã đề cập. Nếu như mà con thích làm mind map thì đó là một tín hiệu rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà con không có hứng thú với việc làm mind map hay là thấy khó, căng thẳng vì là con không biết vẽ hay là con không thích thì bố mẹ cũng không cần có phải quá lo lắng đâu ạ. Vì là trong tác học của admin giao thì thường có những một số các mind map sẵn theo mẫu rồi. Tuy nhiên thì nếu mới theo các mẫu thì nó sẽ hạn chế cái ý tưởng và khả năng sáng tạo của các con, nên là bố mẹ sẽ có thể cùng con sử dụng các mind map mà được admin giao, và sau đó thì tùy theo cái sở thích cá nhân của con và mình có thể giúp cho con sáng tạo thêm những cái ý tưởng mới. Còn đối với các bé lớn hơn 8 tuổi mà con đã được học tin học rồi ạ, thì bố mẹ có thể đồng hành cùng với con trong việc làm các cái slide thuyết trình trên PowerPoint và vừa luyện được cái kỹ năng tin học cho con, cũng như là vừa giúp con sáng tạo riêng theo cách của con, để cho con có một bài thuyết trình hấp dẫn. Còn nếu như đặt ra một tình huống nữa đó là con không đáp ứng được các cái phương thức mình vừa nói thì bố mẹ có thể lên Google Search, chúng ta có thể tìm các từ khóa liên quan đến các chủ đề đó, và sau đó thì mình có thể tải các hình ảnh chất lượng cao lên một tí, tải các hình ảnh sắc nét lên đó, và mình sắp xếp và dùng các hình ảnh này di chuyển theo cái ý muốn nói của con, để cho con có được một cái bài nói thu hút người nghe hơn. Còn ví dụ như mình khi mà mình giúp cho con làm quen với việc với mind map và sketch note thì mình bắt đầu với việc khi mà có một cái chủ đề nào đó ra, ví dụ như là khi mình nhớ là khi mình bắt đầu với con với chủ đề family chẳng hạn, thì mình sẽ giúp cho con hiểu về cái chủ đề đó. Ví dụ như đặt cái câu hỏi, ví dụ như trong cái chủ đề này thì con sẽ triển khai những cái ý gì, con muốn nói gì đối với khi mà con nói về các thành viên trong gia đình của con, ví dụ như gia đình của con gồm có bao nhiêu người, rồi độ tuổi của từng người, nghề nghiệp như thế nào và sở thích của mỗi người như thế nào, để lên cái thông tin cá nhân. Và sau khi có ý tưởng đó rồi thì hai mẹ con mình sẽ hướng dẫn con cách vẽ, ví dụ như vẽ cái chủ đề ở chính giữa trang giấy, rồi sau đó thì vẽ các nhánh chính, nhánh phụ để ra ý như thế nào, rồi sau đó là mình cùng tô màu và giúp cho con tập thuyết trình các cái chủ tập thuyết trình theo cái ý hiểu của con. Và khi con vẽ ra được, con nói ra được thì bạn ấy sẽ hiểu bài tốt hơn. Còn như đối với cái nội dung mind map hay sketch note, đây là một cái nội dung ngoài tác học, thì đó cũng là chỉ là một yêu cầu thôi, tùy theo cái sở thích cũng như là cái tính cách và hoàn cảnh của con để cho bố mẹ có thể chọn cách làm phù hợp. Thực ra là có nhiều bố mẹ phản ánh là con nói là làm cái này rất là tốn thời gian. Tuy nhiên thì theo mình ấy, thì tốn thời gian hay không thì tùy vào cách hiểu của mỗi, tùy vào cái quan điểm của mỗi người. Vì mình khi mà mình bắt đầu với bé nhà mình thì bài mind map đầu tiên con phải mất đến cả một ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng mà sau đó thì khi con quen rồi thì chỉ khoảng 20 phút thôi bạn ấy có thể vẽ và gạch trên các ý chính. Nên là mình cũng không quan trọng là khó hay là mất thời gian hay gì, quan trọng là mình làm cùng với con và con thích cái việc này làm đấy là được, và kết quả thì là đó là kết quả là con sẽ được hưởng được cái kết quả đó. Cho nên là bố mẹ cứ mạnh dạn tập với con từng ngày để cho con tốt hơn trong cái phần mind map và sketch note, trong hỗ trợ trong cái việc thực hiện các tác học ở preschool.
À, cảm ơn bạn Nhung. À, cùng với cái quan điểm với Nhung thì mình cũng có chia sẻ một ít kinh nghiệm về bản thân mình khi bé làm thuyết trình. Như các bạn biết đấy, các con mà ở lứa tuổi từ 5 đến 8 tuổi thì con sẽ rất là nhạy bén với kinh hình và kinh tiếng, đúng không ạ? Cho nên để con có thể thành công với một cái bài thuyết trình thì bố mẹ hãy tập trung vào đúng cái chủ đề của con và vẫn nạp cho con bằng qua hình ảnh và phần âm thanh. Đối với nhà mình, khi mà cho con luyện mà thuyết trình thì ưu tiên hàng đầu của mình là con sẽ nghe, xem và sẽ tập trung cái phần đó, sẽ đến 1 đến 2 hôm. Sau khi con nghe xem thấm rồi, đủ nhuần nhuyễn rồi thì tự bản thân con cũng có thể liệt kê ra được những ý chính. Và cái phần việc mà các con vẽ mind map hay là sketch note, các bạn biết không, đó cũng chỉ là một cái cách để tạo cho cái bài học của con nó thêm phong phú hơn mà thôi. Vì sao mình sử dụng hình ảnh sketch note trong việc vẽ mind map các bạn? Bởi vì con không cần vẽ nghệ thuật, tất cả các con không cần phải vẽ đẹp hay là chỉnh chu, con chỉ cần có thể phát thảo được ý tưởng của con qua hình ảnh để con có thể nắm được bài học một cách nhanh nhất. Cho nên các bạn đừng quá lo lắng rằng là khi con thuyết trình hay vẽ mind map hay thậm chí vẽ sketch note sẽ làm tốn thời gian. Các bạn cứ thử một vài lần đầu tiên, mình chấp nhận trải qua những cái thời gian đó cùng con, sau đó các bạn sẽ thấy kể cả bản thân con hay mình đều làm rất là nhanh và rất là hào hứng. Các bạn cố gắng nhé. Và nãy giờ chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều cách để giúp bố mẹ tạo hứng thú và dẫn dắt con vượt qua các khó khăn trong bài học rồi đấy. Và trong các yếu tố để mà giúp con hoàn thành cái giai đoạn cai tiếng Việt, đó chính là cái yếu tố vô cùng quan trọng thứ ba. Mình xin bật mí sau đây, đó là một cái môi trường dành cho con. Khi mà con mình học tiếng Việt, bố mẹ luôn luôn ao ước là mình sẽ tìm được những người bạn Tây cho con hay là sang Tây cho con, thì mình hãy tạo cho con một cái môi trường, một cái hoạt động mà đội nhóm ngay trong cái môi trường mình có sẵn. Và bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn một nhân vật thứ ba, đó là bạn Dương Thu Hiền đến từ Vũng Tàu. Và hẳn nhiều phụ huynh trong chúng ta cảm thấy bạn ấy rất quen, đúng không ạ? Bạn Hiền đâu nào, bạn Hiền có thể giơ tay chào mọi người lại nào, để cho mọi người nhận ra gương mặt thân quen của bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người. Nãy giờ thì chúng ta đang nghe MC Thanh Thủy xinh đẹp và hai admin chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì mình thấy là cái việc học cùng bố mẹ yêu con là việc học online, admin và học viên thì đều tương tác với nhau chủ yếu và hầu hết là đều là qua tin nhắn hình và những cái dòng chat hoặc có những cái cuộc điện thoại. Còn cái việc gặp gỡ trực tiếp như này thì rất là hiếm hoi, cho nên là các bạn hãy ủng hộ tinh thần của admin bằng cách là bấm số 1 để cho bọn mình có cái động lực chia sẻ ở đây nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì nãy giờ mình có nghe hai đồng nghiệp của mình là bạn Quỳnh Thơ và bạn Nhung chia sẻ về cái kinh nghiệm đồng hành cùng con khi mà học theo cái lộ trình của BMYC. Thực ra thì bây giờ mình muốn cái nội dung mình muốn chia sẻ ngày hôm nay là cái kinh nghiệm tạo đội nhóm cho con để giúp con cai tiếng Việt ở cái giai đoạn mà con đã có nhu cầu bật nói rồi. Nhưng mà bây giờ mình có một chút thay đổi, đó là mình muốn kể một câu chuyện của mình trước khi mình đến với bố mẹ yêu con. Thì không biết phụ huynh và các con ở đây có muốn nghe câu chuyện của admin Thu Hiền không ạ? Nếu mà mọi người muốn nghe câu chuyện này thì mọi người hãy comment số 2 giúp mình để mình lấy tinh thần để kể chuyện cho mọi người nhé. Rồi, cảm ơn bạn Linh Đan, cảm ơn bạn Nguyễn Phương, bạn rồi rất là nhiều bạn, cảm ơn tất cả mọi người. Bản thân mình ấy, trước đây khi mà đến với BMYC thì mình có một cái suy nghĩ. Mình nghĩ là suy nghĩ của hầu hết các bố mẹ ở đây, đó là bố mẹ phải là người giỏi tiếng Anh thì mới có thể đồng hành cùng con học tiếng Anh tốt được. Bản thân mình trước đây cũng có suy nghĩ như vậy. Cho nên là trước khi mà biết đến BMYC thì mình đã gọi là đi tìm cái phương pháp để học tiếng Anh cho mình. Chứ không phải là tìm phương pháp để đồng hành với con, mà mình muốn là mình sẽ là người giỏi tiếng Anh để dạy cho con. Cái hành trình mà đi học tiếng Anh của mình khá là nhiều. Nhưng mà mình xin kể lại một cái hành trình nhỏ ở trong cái hành trình lớn. Đó là việc mình đi làm bưng bê ở một cái quán cà phê ấy, quán cà phê giáo dục. Bản thân mình ở thành phố Vũng Tàu, mình sinh sống ở thành phố Vũng Tàu, và ở thành phố Vũng Tàu năm 2018 trước khi mình biết đến BMYC là có một chị hot mom ở Vũng Tàu đấy. Chị tiếng Anh rất là giỏi và con chị ấy thì lúc đấy mới có 3 tuổi thôi mà tiếng Anh thì nói như gió, mà chị đấy thì rất là giỏi tiếng Anh, học tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đấy, xong rồi tiếng Anh thì rất là giỏi và chị có mở một cái quán cà phê giáo dục để tổ chức các cái hoạt động mà liên quan đến trẻ em này,
và chị có mở một cái lớp làm speaking, có nghĩa là lớp học tiếng Anh dành cho các mẹ bỉm sữa. Đấy, thì hồi đấy là con mình là khá là lớn rồi, 2018 là con mình gần 5, 5 tuổi rồi. Mình không phải là mẹ bỉm sữa nữa, lúc đấy mình cũng đang đi làm rồi. Nhưng mà mình rất là muốn học tiếng Anh để mình dạy cho con, tại vì hồi đấy mình không hề có biết là mẹ không tốt tiếng Anh thì vẫn có thể dạy tiếng Anh được cho con. Thế nên là mình thấy là chị đấy mở cái lớp tiếng Anh cho mẹ bỉm sữa như vậy mà mình lại không phải bỉm sữa. Thế là mình mới nảy ra một cái ý định là mình thấy chị ấy tuyển nhân viên bán phụ quán. Thế là mình đến xin làm nhân viên, là mình nói thẳng với chị là em không cần lương mà em chỉ muốn làm đây để tiếp xúc với cái cô giáo dạy tiếng Anh ở đây này, cô đấy là người Anh. Đấy, thì chị rất là gọi là ngạc nhiên, và chị ok, tại vì chị hơn mình có 1 tuổi, chị rất là hoan nghênh cái tinh thần học hỏi của mình. Thì trong cái quá trình mà mình bưng bê quán đấy thì mình tiếp xúc với giáo viên, 1 tuần người ta dạy 2 buổi, nhưng mà mình không có biết nói gì ngoài hello rồi goodbye gì, có nghĩa là mình cảm thấy rất là ngại. Nhưng mà cái việc mình không ngại ở đây là mình đã đến đấy và mình làm một công việc tay chân, mặc dù bản thân mình là xuất phát là học sư phạm, và lúc đấy là mình cũng mới nghỉ dạy ở một cái trung tâm dạy văn hóa ở thành phố Vũng Tàu. Nếu mà ai sinh sống ở thành phố Vũng Tàu thì chắc chắn là sẽ biết cái trung tâm văn hóa Lan Anh nhé. Đấy, thì lúc đấy mình mới nghỉ cái công việc ở đấy và mình đến làm phụ quán ở đấy, thì mình không hề ngại ngùng là từ mình đang làm một cái người lao động trí óc mà mình chuyển qua đi làm công việc tay chân với một cái khát khao mãnh liệt là mình tốt tiếng Anh để mình đồng hành được với con. Đấy, cái thời điểm đấy suy nghĩ của mình vẫn là mẹ phải là người giỏi tiếng Anh thì mới dạy được cho con. Đấy, thì từ cái việc bưng bê đấy nhá, thì mình không, tiếng Anh của mình không tiến bộ được bao nhiêu, nhưng mà mình lại có một cái được rất là lớn, đây là mình tự tin với người nước ngoài. Có lẽ là mình gặp người ta mình không biết tiếng Anh, nhưng mà mình rất là tự tin và mình chào hỏi bình thường thôi, và mình dùng cái ngôn ngữ cơ thể của mình để giao tiếp với họ ấy. Thì mình đã kết thân với cái cô giáo đấy, cái gì không biết thì mình sẽ lên Google hỏi và để giao tiếp với cô. Thì cô đấy là người Anh và đến thành phố Vũng Tàu làm việc, và mình hỏi cô là cô có nhu cầu tìm người trong nhà không, có nghĩa là không phải trong nhà mà cái người dọn dẹp nhà ấy, người ta gọi là housekeeper đấy. Thì cô nói có, bạn giới thiệu cho tôi đi, tôi rất là cần cái có cái nhu cầu này đấy. Thì mình đã nhận, đó là bạn hãy thuê mình đi và bạn hãy dạy tiếng Anh cho mình không 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 cần bạn trả tiền, mà bạn hãy dạy tiếng Anh cho mình. Đấy, thì mình bạn ấy nói là không không được, cái này là mình dạy tiếng Anh cho bạn, bạn đã hỗ trợ mình ở quán cà phê này rất là nhiều rồi, thì mình sẽ dạy tiếng Anh cho bạn miễn phí, và cái công việc mà mình đến làm cho bạn thì mình sẽ trả tiền cho bạn không ấy. Nhưng mà mình đã không nhận tiền, mà mình nói là cái này giống như là cái cơ hội cho hai bên ấy, mình giúp đỡ bạn và bạn giúp đỡ mình. Thì mình đã đến cô đấy, nhà cô đấy ở trọ ở thành phố Vũng Tàu, và dọn dẹp rồi lau nhà các kiểu cho cô, có nghĩa là mình đã làm rất là nhiều việc, kể cả cái việc đi học ở trung tâm nhá, là cái việc mà mình dùng trí óc của mình để học hỏi con chữ để mình về học cùng con thì cũng có. Nhưng mà cái mình không hề nề hà cái việc là mình đi làm bưng bê này, rồi mình đi làm giúp việc cho người ta, nói thẳng là giúp việc luôn cho người ta chỉ để mà lấy con chữ về để làm sao mà giúp con học tiếng Anh, có nghĩa là cái khát khao của mình rất là lớn. Đấy, và cái hồi đấy tư duy của mình là bố mẹ phải làm tốt tiếng Anh thì mới có thể đồng hành cùng con được. Nhưng mà đến thời điểm 2019 mình biết đến VMYC thì cái tâm thế của mình thay đổi ngay lập tức, tại vì mình vào lúc là mình thấy các con giỏi tiếng Anh quá. Thì lúc đầu mình cũng nghĩ là bố mẹ của các bạn này chắc chắn là rất là giỏi tiếng Anh thì mới các con mới tốt như thế. Nhưng mà sau đấy thì mình dành 1 ngày 1 đêm để mình gọi là mình đào group lên đấy. Xin lỗi các bạn nhé, mình đang bị ồn. Hiện tại thông tin âm thanh của Hiền hình như là bị tắt hay À là đúng rồi, em đây chị, tại vì ở phía ngoài đang bị ngoại cảnh một xíu. Thì khi mà vào BNYC thì con nhà mình phát triển gọi là vượt bậc luôn. Ngày xưa mình đồng hành của con ABC, có nghĩa là nó chỉ ở một cái level rất là thấp. Nhưng mà từ khi mà
vào lộ trình của BMIC thì con đã phát triển rất là nhanh chóng và hiện tại thì cái trình độ của con rất là thành thạo rồi. Mọi người cũng rất là nói là ngưỡng mộ cái khả năng tiếng Anh của con. Nhưng mà khi mình chia sẻ lại cái câu chuyện của mình đồng hành cùng con trước và sau khi đến với BMIC thì mọi người đều nói là ngưỡng mộ này kia và cảm giác là khi mà kể lại câu chuyện đấy thì nó chỉ diễn ra trong vòng 5-10 phút thôi. Nhưng mà cái hành trình của mình đi cùng con từ lúc mình có ý định là giúp con học tiếng Anh là nó đã tính bằng thằng thời gian là nhiều năm, 5-6 năm rồi. Chứ không phải là như bây giờ chúng ta cái lộ trình của BMYC là chỉ có 1-2 năm bố mẹ kiên trì là đã có thể giúp con học tiếng Anh tốt rồi. Đấy, thì mình thấy là những cái học viên mà bây giờ đang học cái lộ trình BMYC rất là may mắn luôn. Tại vì các con và các bố mẹ đã có một cái lộ trình sẵn, chỉ cứ thế mà follow mà đi thôi. Đấy, thì đến cái giai đoạn output là các con có nhu cầu bật nói và có nhu cầu cai tiếng Việt. Cái giai đoạn này cai tiếng Việt rất là quan trọng để con hòa mình vào cái môi trường tiếng Anh hoàn toàn ấy. Thì mình xin phép được chia sẻ về cái môi trường tương tác giúp cho con cai tiếng Việt. Ngoài cái việc là chúng ta cho con nghe, xem, đọc giống như là admin Lê Quỳnh Thơ đã trình bày, cũng như là cái việc mà vẽ sơ đồ tư duy rồi sketch note của admin Nguyễn Nhung, thì mình xin phép chia sẻ về cái môi trường tương tác. Theo mình, cái môi trường tương tác ở đây thì sẽ có hai cái môi trường. Thứ nhất là môi trường sẵn có. Môi trường sẵn có ở đây là môi trường thuộc về BMYC, ví dụ như là môi trường trong các buổi Zoom mà theo các task học của các con ấy, từ cái cấp độ Speed 2 và cấp độ Preschool thì mỗi task học thì đều có một cái buổi Zoom của nhóm bạn với giáo viên để các con tương tác trực tiếp với các bạn và giáo viên ở trong đấy. Đấy là một cái môi trường tương tác. Môi trường tương tác thứ hai là câu lạc bộ nói tiếng Anh ESC của BMYC. Cái câu lạc bộ này thì các con có thể tham gia từ Speed 2 luôn rồi, đầu Speed 2 là có thể tham gia rồi. Đấy, môi trường thứ ba cũng là môi trường sẵn có, đó là môi trường Speaking Club. Cái này thì chúng ta phải đăng ký, và từ Task 10 Speed 2 thì các bạn bố mẹ có thể tham khảo đăng ký cho con. Và cái môi trường sẵn có thứ tư ấy là cái chương trình đào tạo host của BMYC dành cho các bạn đã có khả năng nghe đọc nói khá ổn rồi. Thì có nghĩa là cái ba cái môi trường có sẵn đầu tiên thì là chúng ta giúp con cai tiếng Việt để các con sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tới khi nào mà con thành thạo thì thôi. Còn cái môi trường thứ tư là môi trường sẵn có, là lúc đấy là con thành thạo rồi, chúng ta sẽ giúp con nâng cái tầm của mình lên, nâng cái level lên bằng cách là cho con tham gia thử sức làm host của BMYC. Thứ nhất là giúp con nâng trình độ, thứ hai là giúp con có những cái kỹ năng mềm tốt hơn và có thể là trở thành những cái leader trong tương lai. Đấy, có nhiều rất là nhiều lợi ích. Đấy là về môi trường sẵn có. Thứ hai là cái môi trường không sẵn có. Không sẵn có thì phải làm sao? Thì chúng ta phải là người tạo cho con. Đấy, giống như là mình có chia sẻ trước là mình không có môi trường là người nước ngoài để mình nói, thì mình xin đi làm phụ quán, rồi mình xin làm người giúp việc. Thì cái môi trường sẵn có ở đây, không sẵn có ở đây, nhưng mà bố mẹ vẫn rất là thuận lợi để tạo cái môi trường này. Đó là chúng ta tạo môi trường từ ngay chính cộng đồng BMYC. Cộng đồng BMYC hiện tại có hơn 5.000 học viên đang theo học và hơn 100.000 thành viên trong group, thì gọi là số lượng rất là lớn. Thì tại sao chúng ta không tạo cái môi trường cho con ở ngay trong cái cộng đồng này bằng cách là tạo đội nhóm online lẫn offline? Đội nhóm online là như thế nào? Có nghĩa là ví dụ các con đang đến giai đoạn cuối Speed 2 hoặc đầu Preschool, hoặc là giữa hoặc là cuối, thì nói chung là miễn sao là học Preschool, thì chúng ta hãy đăng bài lên group BMYC là con mình đang ở cái giai đoạn này này, độ tuổi này này, trình độ như thế này, mình muốn tìm một cái nhóm bạn để kết nối, để giúp các con gọi là tự tin hơn, nói tiếng Anh với nhau nhiều hơn. Đấy, thì có thể giao lưu chia sẻ. Nghĩa là mình chỉ cần đăng một cái bài như vậy thôi, thì mình tin chắc là ở trong group có rất nhiều những cái gia đình có cùng nhu cầu giống như mình đấy. Thì mình xin chia sẻ một cái ví dụ ở trong BMYC luôn. Và một trong những thành viên của nhóm online này là mình có biết, đó là mẹ Hương Trà. Mẹ Hương Trà thì có bé Gia Hân học BMYC từ năm 2021.
đầu năm 2021, thì đến tháng 10 năm 2021 này chị ấy nhắn tin cho mình nói là bạn ở thành phố Vũng Tàu à, mình cũng có con học BMYC được 6 tháng rồi, đang speed 2, nhưng mà mình thấy con có nghĩa là học thì có thể tiến bộ nhưng mà không nói được, và cảm giác là mình thấy con học mà không hiểu này. Nghĩa là chị chia sẻ những cái băn khoăn mà mình tin chắc ở đây rất là nhiều bố mẹ đang đang gặp phải, đang suy nghĩ như vậy, thì mình cũng chia sẻ và mình gọi là trao đổi với chị một số cái gợi ý và để cho chị làm sao cải thiện tình hình, nhưng mà chị vẫn rất là hoang mang. Tại vì đấy là tâm lý chung của các bố mẹ chúng ta, khi mà mình cảm thấy con học nhưng mà con không hiểu, con không nói, mà mục đích của bố mẹ cho con học tiếng Anh là để con nói được tiếng Anh. Đấy. Sau đấy thì chị có kết nối với các bố mẹ trong BMYC và tạo thành một cái nhóm gọi là nhóm là muốn giỏi phải chăm. Bố mẹ nào mà quan tâm về cái nhóm này, mình lên trên cái group đọc sách mỗi ngày ấy, mình có hashtag là muốn giỏi phải chăm, thì mình sẽ ra những cái bài đọc sách của cái nhóm này. Nhóm này gồm có ba bé là bé Gia Hân này, bé Tường A này và bé Trâm Anh. Một bạn thì ở Vũng Tàu, hai bạn thì ở Hà Nội. Mình không biết là bằng cách nào mà ba bạn đấy thì kết nối được với nhau, nhưng mà chắc chắn là kết nối online trong group, và các con đã kết nối với nhau rất là tốt. Đầu tiên là làm bạn cùng nhau. Mẹ của bé Tường An ấy, là chị Nguyễn Thanh Hà, có chia sẻ một cái bài đăng ở trong BMYC luôn, là về cái kinh nghiệm kết nối nhóm của các bạn, là ba bạn này đã giao lưu với nhau thế nào, và đến tận bây giờ thì các bạn đã tạo thành một cái đội rất là mạnh, nói tiếng Anh rất là giỏi luôn. Và quay lại với cái vấn đề của chị Hương Trà trước đây chia sẻ là con mình học thì thấy có tiến bộ nhưng mà không nói được, rồi là mình cảm giác là con đang thiếu thiếu cái gì đấy, thì những cái vấn đề này đã được giải quyết triệt để từ khi mà chị cho các con tạo nhóm đấy. Đấy nhá, các bạn bố mẹ quan tâm thì chúng ta có thể lên gõ hashtag là muốn giỏi phải chăm ở trên group đọc sách mỗi ngày ấy. Đấy là tạo đội nhóm online. Và chị Thanh Hà có chia sẻ về cái kinh nghiệm tạo đội nhóm online. Mình xin chia sẻ lại đây để cho bố mẹ nào quan tâm thì chúng ta có thể áp dụng cho các con của mình. Đầu tiên ấy, là chị chia sẻ là mình hãy chọn cho con những cái bạn mà cùng độ tuổi này, cùng trình độ này, cùng giới tính. Cái gì mà cùng nhiều như thế thì tất nhiên là sẽ có nhiều điểm chung để các con có thể dễ kết nối với nhau hơn. Đấy, thứ hai là mình sẽ tạo một cái nhóm nhỏ thôi, tầm 3 đến 4 bạn, tối đa là 4 bạn. Tại vì sao? Tại ít quá thì ví dụ có 1-2 bạn thì các bạn sẽ dễ chán và không có động lực nhiều. Nhóm mà đông quá thì hoạt động chắc chắn không có hiệu quả, nó bị loãng. Đấy thì chúng ta chỉ giới hạn 3 đến 4 thôi. Và thứ ba ấy, cái quan trọng nhất là bố mẹ phải là người kiên trì và chủ động. Chị Hà có chia sẻ là chị cũng có thấy một rất là nhiều nhóm ở trong group cũng kết nối với nhau như vậy, nhưng mà sau một thời gian ngắn thì bố mẹ là gọi là tự động tan rã. Tại vì sao? Tại vì là bố mẹ không có kết nối được với nhau, không thân nhau. Nói thẳng ra là không thân nhau. Tại vì trẻ con rất là dễ làm bạn, nhưng mà các con không tự làm bạn được với nhau. Giống như cái phương pháp học tiếng Anh đúng không ạ? Trẻ em có khả năng tự học tiếng Anh tốt ngay tại nhà, nhưng mà trẻ không có khả năng là tự xây dựng thói quen. Trẻ không có bạn nào ngay từ đầu mà đã thích học rồi là gọi là đam mê việc học, mà bố mẹ phải là cái người đồng hành giúp con làm được điều đó. Thì cái việc kết nối đội nhóm ở đây cũng vậy, bố mẹ phải là người đi trước, bố mẹ phải kết thân với nhau, chia sẻ với nhau về các con. Khi mà các con gọi là có những cái không vui hay cái gì về cái đội nhóm đó thì bố mẹ phải là người tinh ý nhận ra và nhanh chóng là kết nối lại để làm sao mà xây dựng được một nhóm đi từ số 0 cho đến số 10. Đó là cả một hành trình. Đấy là mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm xây dựng đội nhóm online của chị Hà. Thứ hai, cái môi trường tương tác thứ hai ở trong cái khía cạnh môi trường không sẵn có, đó là môi trường tương tác offline. Offline ở đây là chúng ta gặp nhau trực tiếp, thì cái này nó hơi bị hạn chế một tí, có nghĩa là chỉ có thể tạo nhóm này ở ngay tại khu vực chúng ta sinh sống. Nhưng mà cái này cũng có rất là nhiều cái lợi ích, cho nên chúng ta cố gắng, nếu mà không tìm được bạn online thì ra tìm bạn offline. Offline ở đây thì chúng ta cũng đăng bài lên group. Đăng bài thì bây giờ mình nói là tìm online hoặc là offline ở thành phố mình đang sinh sống chẳng hạn. Ở đây mình nghĩ là cũng có những cái bố mẹ ở thành phố Vũng Tàu, hoặc là mình thấy có một số bố mẹ để cái tiên chat là ở Hà Tĩnh, thì mình tin chắc là ở mỗi cái khu vực chúng ta sinh sống đều có học viên của BMYC. Học viên của BMYC bây giờ là hơn 5.000 học viên, thì chắc chắn mỗi tỉnh thành đều sẽ có các bạn học, thì chúng ta kết nối offline để gặp nhau
trực tiếp để các con được gọi là chém tiếng Anh trực tiếp thì rất là tuyệt vời luôn. Và mình cũng xin chia sẻ thêm một cái ví dụ về cái môi trường tiếng Anh offline bố mẹ tạo cho con ở đây. Cái thời điểm mình đến với VNYC 2019 cho đến bây giờ là 4 năm rồi, và mình rất là may mắn là được tạo một đội nhóm cho các con, cho con của mình. Bây giờ từ thời điểm 2019 là mình đã tạo nhóm rồi. Lúc đấy mình vào, lúc mình thấy mình lên cái ô tìm kiếm của VNYC ấy, mình gõ là Vũng Tàu đấy, thế là có nhà ai đăng bài mà nói là ở Vũng Tàu hay kia là mình vô đọc bài hết, xong rồi mình xem là người ta có lên Facebook cá nhân, rồi xem họ có kết nối với nhau như thế nào không, là mình xin gia nhập nhóm, tại vì mình là người đến sau mà mình phải mặt dày lên. Mình không có quen, thực ra là nhiều bạn ấy đã học lâu rồi, các con chơi nhau quen rồi, các bạn không muốn chơi bạn mới, nhưng mà cái gì mà cố gắng nỗ lực thì nó đều có kết quả. Cho nên mình đã tiếp cận những mẹ học trước như là chị Thanh Huyền, mẹ bé Amy này, chị Linh Trần này, chị Thanh Nhàn này đấy, và sau đấy thì mình phát hiện ra là các chị sống rất là gần khu vực nhà mình đấy, thì bây giờ đội nhóm còn rất là mạnh. Và cái thời điểm mình vào là 2019 là đã có một thành viên rất là đặc biệt ở trong nhóm BNYC Vũng Tàu đấy, là chị Nguyệt Nguyễn, mẹ của bé Mia. Tại sao mình lại nói là thành viên đặc biệt? Tại vì chị sinh sống không phải ở thành phố Vũng Tàu mà là ở thành phố Bà Rịa. Thành phố Bà Rịa thì cũng thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà lại cách thành phố Vũng Tàu tầm 20 cây, từ nhà mình mà qua nhà chị là tầm 20 cây. Nhưng mà từ thời điểm 2019 chị mình vào lúc là đã thấy chị hoạt động trong nhóm đấy rồi. Có nghĩa là những cái hoạt động offline của Vũng Tàu ấy, chị sắp xếp được thời gian là chị sẵn sàng là đi từ bên Bà Rịa sang bên Vũng Tàu để cho con chị chỉ để gặp các bạn 1 tiếng 2 tiếng buổi tối thứ bảy hoặc tối thứ sáu. Sau đấy nhé, nếu hôm nào chồng chị đi làm ở Sài Gòn, chồng chị mà về thì chị sẽ nói là chồng chở ba mẹ con qua đây đấy, xong rồi hôm nào chồng không về được mà chị sắp xếp được thời gian thì chị book taxi đấy. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Mình rất là ngưỡng mộ cái tinh thần gọi là vì con của chị Nguyệt luôn. Chị làm rất là gọi là chịu khó. Mình phải nói thẳng chịu khó. 9-10 giờ đêm. À dạ, mình cũng ở Bà Rịa này, muốn Zoom group bố mẹ chúng ta. Ok ạ. Sau cái buổi Zoom hôm nay thì chúng ta có thể đăng bài trên group để các bố mẹ nhận biết nhau dễ dàng hơn nha. Và cái câu chuyện của chị Nguyệt đó là một cái ví dụ về cái trường hợp là kết nối offline nha. Mình chia sẻ để các bố mẹ nắm, bố mẹ hiểu được cái việc là bố mẹ nỗ lực thì con sẽ có kết quả. Giống như là cái trường hợp online chị Hương Trà, con học 6 tháng speed 2 đến speed 2, chị nói là con không tiến bộ, nhưng mà sau khi, có nghĩa là có tiến bộ nhưng mà chị thấy là chưa được như mong muốn của mình, nhưng mà sau khi kết nối nhóm online thì con đã phát triển lên một tầm mới, tại vì lộ trình BNYC xây dựng cho các con nền tảng về tiếng Anh, nhưng mà cái phần nền tảng nó là cái phần khung sườn đấy các bố mẹ. Cơ thể chúng ta có cái xương sườn đúng không ạ? Nhưng mà cái xương sườn thì không thể là tạo thành con người được, mà phải có những cái thịt thà ở xung quanh ấy. Đấy, cho nên bố mẹ sẽ là người giúp con bồi đắp thêm những cái mà ngoài cái khung sườn của BNYC để làm sao cho con từ cái nền tảng đấy mà con có phát triển tốt nhất. Thì mình xin tổng kết lại về cái môi trường tương tác tiếng Anh cho con ở đây là có hai môi trường. Một là môi trường có sẵn. Môi trường có sẵn là BNYC đều có hết rồi. Thì cái môi trường có sẵn thì bố mẹ chỉ cần là khai thác triệt để thôi, tận dụng triệt để. Gọi là mình thấy nhá, kinh nghiệm bản thân mình thấy trong các cái nhóm mà câu lạc bộ nói tiếng Anh ESC ấy, có rất là nhiều bố mẹ đăng ký nói là cho con mình đang speed 2 cho mình tham gia, mình cho con tương tác với 1-2 buổi đầu tham gia đầy đủ, nhưng mà từ 3-4 buổi sau thì không thấy các bố mẹ cho con học nữa. Thì có nhắn tin hỏi thì một số bố mẹ chia sẻ là con mình không hợp tác, cái không thích học cái này kia, thế là cho con nghỉ luôn. Thì cái này, những cái vấn đề này admin thực ra là chia sẻ bố mẹ rất là nhiều rồi. Cái gì là cũng cần có thời gian, và thứ hai là bố mẹ phải là người kiên trì thì con mới có kiên trì được. Con chán là điều tất nhiên, tại vì mới con đang học với mẹ mà vào Zoom với một cái bạn mới này, rồi một cái nhóm bạn mới, xong rồi bạn bảo là ủa cái bạn này sao mà xấu thế, nói thì chẳng nghe gì cả, xong rồi cái bạn này sao mà cứ nho nho trong lớp không thích đấy. Có nghĩa là con đi học ở trường, ở lớp các bạn lâu năm rồi mà con vẫn không hài lòng các bạn, đấy là điều bình thường. Thì cái việc mà con vào một môi trường mới hoàn toàn lại còn nói toàn tiếng Anh thôi,
Thế là bảo là ôi trời ơi, nghe không hiểu gì cả. Thế là con không học đâu, chán lắm mẹ, con không học. Thế là bố mẹ cũng chiều theo con luôn. Đấy, thì đấy là lý do tại sao mà mình thấy con không thể bứt phá lên được. Nó thực ra phần lớn là nằm ở bố mẹ. Đấy, cho nên mình muốn nhấn mạnh ý là bố mẹ hãy tận dụng những cái mà môi trường có sẵn của BNYC. Đấy, còn môi trường mà không có sẵn thì bố mẹ phải là người nỗ lực. Mình nhấn mạnh là bố mẹ phải là người chủ động và nỗ lực thì con mới có kết quả các bố mẹ nhé. Và mọi sự cố gắng nỗ lực đều sẽ chắc chắn là có sẽ kết quả, bố mẹ cứ yên tâm đi. Như chị Hương Trà này rồi, hoặc là chị Bùi Thị Dung ở Vũng Tàu, là những chị tâm sự với mình khá nhiều. Và tại vì sao các chị tâm sự nhiều, tại vì các chị nói là à, con mình học mình thấy có tiến bộ nhưng mà mình không nói được, thấy nói được này kia. Mình luôn luôn kiên nhẫn nói các chị là à các chị ơi, các chị cứ đi đúng lộ trình của các admin đã tư vấn cho mình đi, em cam đoan là các chị đi đúng thì các con sẽ có kết quả. Cho nên là bố mẹ hãy thả lỏng bản thân mình, và quan trọng là bố mẹ hãy kiên trì đi cùng con, và mình tận dụng tất cả những cái gì mình có sẵn lẫn không có thì mình sẽ là người xây dựng cho con. Đấy là cái chia sẻ của mình về cái môi trường tương tác giúp con cai tiếng Việt. Ngoài cái việc là mình cho con nghe xem rồi là làm sơ đồ tư duy, cái phần chia sẻ của mình khá là dài nhưng mà đây là cái tâm huyết của mình, cho nên là mình muốn chia sẻ hết để cho các bố mẹ có thể nắm được. Và bố mẹ gọi là nhiều bố mẹ thực ra ấy, vấn đề nó không phải nằm ở vấn đề là bố mẹ không biết tiếng Anh, mà vấn đề là bố mẹ áp lực quá, bố mẹ lên preschool thấy là chữ nhiều quá, xong rồi hoa mắt, xong rồi đọc không hiểu gì cả. Thì hồi nãy mình thấy có một mẹ chia sẻ là lên preschool thì mẹ không biết là nộp bài cho con như thế nào. Thực ra ấy, đã có hướng dẫn đầy đủ ở trong các cái file mà admin gửi ấy. Bố mẹ hãy dành thời gian để đọc kỹ, và chúng ta đọc kỹ xong rồi chúng ta sẽ hiểu. Nếu mà đọc kỹ rồi chưa hiểu thì chúng ta nhắn tin cho admin, à, admin ơi mình không hiểu cái phần này, bạn giải thích giúp mình tới. Nếu mà admin giải thích không hiểu nữa thì mình lại nói là à, bạn ơi bạn gọi điện giải thích cho mình với. Có nghĩa là admin luôn luôn đồng hành cùng các bố mẹ để làm sao hỗ trợ các bố mẹ và các con đạt được kết quả tốt nhất. Và khi mà có cái sự hỗ trợ của admin rồi thì bố mẹ hãy là người đi, hãy là người hành động để cho con đạt được cái kết quả thật sự. À, mình xin kết thúc cái câu hỏi của chị Thủy ở đây ạ. À, cảm ơn Hiền rất là nhiều. Khi mà Hiền chia sẻ rất là tâm huyết như vậy thì mình bỗng nhớ tới một cái câu: bố mẹ chính là người thầy đầu tiên của con, và chính bố mẹ mới là người tạo cho con mình những cái bước đi cũng như là những cái nền móng vững chắc nhất. Nói đến cái việc là mình tạo ra hai cái môi trường, một môi trường sẵn có và một môi trường tự tạo, thì mình cũng rất là tâm niệm nãy giờ mình ngồi không yên, bởi vì mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác giống như Hiền, đó là mình cũng đã từng bắt cặp bạn cho con nói online khi bé nhà mình được hơn 4 tuổi, bây giờ hiện tại là con chuẩn bị sinh nhật lần thứ 8, thì mình cũng có một bạn, đó là bạn ở ngoài Hà Nội kết nối cho con, và một bạn thì ở thành phố Kon Tum cách nhà mình 20 cây số, thì mình kết nối và giữ hai cái bạn đấy. Có nghĩa là khi mà mình thấy các bạn ấy học hay là mình thấy các bạn ấy chia sẻ bài trên cộng đồng bố mẹ yêu con, trên bố mẹ yêu con đọc sách mỗi ngày, thế là mình tia vài bạn, xong rồi bắt đầu là mình mong manh và mình kết bạn, rồi Đúng mình phải săn đón, rồi mình phải dành, có nghĩa là mình phải 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 đặt cọc trước ấy, rồi mình rồi. dành cho con mình. Và có thêm một cái điều nữa, đó là bố mẹ mình với lại hai mẹ đó phải luôn luôn kết nối với nhau. Nhiều khi không có cái ngày gì hết trơn, mình cũng tự tạo ra cái ngày sinh nhật hay là cái ngày trọng đại gì đó, xong rồi hai mẹ tự gói quà tự tặng cho nhau, nhưng mà lại là đề tên của con, Đúng. bạn A tặng cho con nhà mình, rồi Đúng con nhà rồi. mình tặng cho bạn B, Đúng để giữ rồi. cái mối kết nối đó. Và một cái bí kíp rõ ràng nữa, đó là mình luôn luôn tận dụng những cái thời gian rảnh, ví dụ như là hè hoặc là những cái phần mà gần Tết chẳng hạn, có những cái khoảng thời gian mà con được nghỉ ấy, thế là mình tia nhanh những cái bạn nào đó trong cộng đồng để mình sẽ tạo cho con mình có một cái cơ hội để nói. Bên cạnh cái việc mà mình tạo cái một môi trường online như vậy thì mình cũng rất là tự hào khi mà mình cùng với bạn Nhung đã tạo được một đội nhóm offline tại Đắc Hà. Hiền ơi, trước kia nhé, nếu như mà Vũng Tàu mà không lớn mạnh thì chị tin rằng Kon Tum sẽ lớn hơn Vũng Đúng Tàu đấy. rồi, đúng rồi Chị chị, tin lúc rằng như em thế luôn. vào Có nghĩa là lúc ban em đầu mới ấy, gặp mặt ngày xưa Đắc Hà là rất là sôi nổi về đúng mình rồi, đúng Đắc Hà không? rất là to lớn luôn. Nói chung là mình rất là vui khi mà mình với Nhung tạo được một nhóm bố mẹ phải tầm gần 50 người đến Đúng rồi. từ 6 7 huyện của tỉnh Kon Tum. Nhưng mà cái lứa tuổi mà chúng mình tạo hồi đó là các con chỉ mới khoảng 4 đến 5 tuổi thôi. Đó. Sau đó thì bị hai trận dịch Covid thì tự nhiên nó tan rã. Và mình cũng muốn đặt một câu hỏi cho Hiền, đó là khi mà các con tham gia hoạt động offline đấy thì giao lưu nó sẽ có động lực hơn. Tuy nhiên,
thì một số đội nhóm mới bắt đầu ấy thường rất là kỳ vọng vào các con, tin rằng là tự tin rằng là con đến đó con sẽ sổ tiếng Anh cho bố mẹ nghe, con chỉ ngồi lại con chỉ nói tiếng Anh với nhau thôi. Nhưng mà sau một hôm đi về thì bất ngờ tan vỡ vì không như mình tưởng tượng. Đến đó thì chỉ có bố mẹ ăn thôi, bố mẹ ăn, bố mẹ nói chuyện, còn các con thì đi chơi, xong rồi các con lại nói tiếng Việt cơ. Đúng Cho rồi. nên là bố mẹ về bố mẹ cảm thấy rất là buồn, xong rồi tan vỡ đi. Và dần dần thì cái đội nhóm nó không còn gặp nhau nữa, lâu lâu chỉ có hẹn nhau đi ăn uống thôi. Vậy thì trong thực tế như vậy thì khi mà các con có áp lực như thế cũng không dạng dĩ tự tin, thì Hiền có một cái gợi ý nào đó mà thấy nhóm Vũng Tàu sau dịch, sau đại dịch là nhóm Vũng Tàu mạnh mạnh hơn con Tum rất nhiều luôn. Hiền có cái bí quyết nào đó không chia sẻ cho chị với Nhung với, để cho tụi chị có thể kết nối lại nhóm Đắc Hà với nè. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thực ra thì mấu chốt nó chỉ ở bố mẹ thôi. Và bọn em tự hào là xây dựng một cái đội nhóm là các mẹ đều có chung cái lý tưởng giống nhau. Có nghĩa là ai mà thấy mà sốt ruột quá là nói luôn từ đầu là mình vào cái nhóm này là mình phải là kiên trì đi cùng con và xác định là phải đi đường dài. Cái hồi thời điểm ngày đầu tiên mà em đến gặp các chị ở thành phố Vũng Tàu, BMVC Vũng Tàu, em còn nhớ là nhà chị Trần Thúy, chị ấy là giáo viên trường Lê Quý Đôn và hiện tại con chị tốt nghiệp preschool rồi và đang tiếp tục học cái khóa học sau của bố mẹ yêu con ấy. Đến ngày hôm đấy thì em không có dẫn con em đi, tại vì lúc đấy em không nhớ là lý do gì, nhưng mà em không dẫn con đi. Thì đến là các bạn đi xà vào chơi với nhau, nhưng mà có hai bạn ngồi góc, có nghĩa là sẽ có những bạn không có hòa nhập với nhóm tại vì các bạn chưa quen nhau. Và các mẹ thì thường có xu hướng là ngồi với nhau để trao đổi nói chuyện, và các con thì chơi một góc đấy. Thì sau đấy thì em thấy là có một mẹ trong nhóm thì chị ngồi xuống giữa các con ấy, ngồi xuống giữa các con và tạo cái hoạt động. Chị lấy đồ chơi cách đây 4 năm em không nhớ là đồ chơi gì, mà chị ngồi xuống giữa các bạn và tạo trò chơi để kết nối các bạn, có nghĩa là bạn nào cũng có thể tham gia. Trẻ con mà thấy bạn này giơ tay rồi bạn kia cũng đua đòi giơ tay, mặc dù nhiều lúc chả biết câu trả lời là gì đâu đấy. Có nghĩa là bố mẹ phải là người xông xáo để kết nối với các con, và thứ hai là mình phải xác định ngay từ đầu là không có kỳ vọng vào cái việc là một hai buổi đầu tiên mà con quen các bạn luôn, không có kỳ vọng là con sẽ đến nói tiếng Anh luôn, không hề. Tại vì trẻ con học tiếng Anh thì thực ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nhưng mà gặp nhau ở ngoài thì là nếu mà chưa quen thì chắc chắn là chỉ nói tiếng Việt thôi. Những cái bạn nào mà nói tiếng Anh với nhau, em đảm bảo là các bạn đã hoặc là gặp nhau online từ trước hoặc là đã quen nhau từ trước rồi. Còn mà xa lạ gặp nhau thì không bao giờ mà các bạn nói luôn, hoặc là có nói thì chỉ rất là ít thôi và rất là ngại ngùng. Cho nên là cái tâm lý của bố mẹ đó rất là bình thường, nhưng mà mình phải biến cái bình thường đấy trở thành không có, chứ đừng có để bình thường mà thành cái việc quan trọng hóa. Tuần trước BMYC Vũng Tàu có tổ chức sinh nhật, các bố mẹ ở gần nhau và các con cũng đến chơi với nhau, thì cũng có một hai bố mẹ gọi là chưa có tham gia đội nhóm bao giờ cũng cho con đến, và các bạn ấy cũng hai bạn ngồi chơi với nhau thôi. Thì bọn em cũng rất là nỗ lực để đưa các con lại chơi với nhau, và đến gần cuối thì các con cũng có gọi là chơi với nhau nhưng mà không nói tiếng Anh, không nói luôn. Có chơi, bắt đầu có chơi này, có nghĩa là em thấy là như vậy là đã rất là gọi là đáng phấn khởi rồi. Chứ không thể nào mà đòi hỏi các con là nói tiếng Anh và gọi là bắn tiếng Anh giống như bố mẹ mong đợi. Vấn đề nó là ở bố mẹ. Cho nên bố mẹ hãy chúng ta hãy kỳ công nhưng mà không kỳ vọng. Chúng ta nếu sao tôi hay đặt mục tiêu khi mà offline, mục tiêu đầu tiên là con phải vui. Thứ hai là mình cảm thấy là cái nhóm này là có chung những cái mong muốn mà mình đang tìm kiếm, thì mình hãy dần dần cứ thế mà mình phát triển đội nhóm lên thôi. Thì để xây dựng đội nhóm thì đầu tiên này giống như hồi nãy em có chia sẻ là chúng ta lên group tìm đồng bọn này, nếu mà có ai comment được thì chúng ta nói là tạo nhóm Zalo, kết bạn Facebook để chúng ta trao đổi. Sau đấy thì hẹn gặp nhau ở một cái địa điểm cụ thể nào đấy, rồi chúng ta gặp nhau cho các con đến chơi với nhau. Và ở cái buổi những cái buổi đầu tiên em thấy vai trò của bố mẹ cực kỳ quan trọng, tại vì các bạn chưa quen nhau mà bố mẹ đến thả các con chơi. Mình có những bạn ví dụ hai ba bạn quen nhau từ trước thì chơi với nhau, còn những bạn kia thì không chơi, ngồi thu lưu một góc, thì là bố mẹ mà ngồi nói chuyện với nhau nữa, mà không có gọi là bố mẹ không ngồi giữa các con để làm cái cầu nối cho các con, thì đảm bảo là những cái hôm đấy về con sẽ nói là hôm sau con không đi nữa đấy. Thì bố mẹ sẽ là người lăn xả ra
để làm sao mà dính các bạn vào với nhau. Chúng ta không có đặt yêu cầu quá cao mà yêu cầu buổi đầu chỉ cần là con vui vẻ đã. Đấy, sau đấy thì sau buổi đấy thì về cái gì chưa được, cái gì được rồi thì chúng ta cũng hãy trao đổi với nhau thẳng thắn lên nhóm Zalo hoặc là nhóm chat ở trên Facebook để các bố mẹ biết là cái nhóm này chúng ta đang hôm nay đang có cái vấn đề gì cho nên các con chưa kết nối được với nhau này kia. Chứ em thấy nhiều bố mẹ đi gặp xong rồi về thấy như vậy là không hài lòng, xong rồi cũng không có trao đổi gì nữa, thành ra là các bạn có cơ hội nhưng mà lại bị đánh rơi mất, thế là tự nhiên là bị mất cái cơ hội của nhau về sau. Đấy, rồi khi mà đã quen nhau rồi thì chúng ta lại bắt đầu xây dựng lên một cái tầm mới, có nghĩa là chúng ta sẽ trao đổi về những cái chủ đề mà các con sẽ tương tác với nhau ở những lần gặp tiếp theo. Có nghĩa là cái mục tiêu của mình là giúp con có bạn cùng tiến, thì tất nhiên là chơi thì thời gian đầu thôi, sau thời gian sau thì mình sẽ gài cái bài học vào đấy, mình sẽ đưa lên một cái chủ đề nào đấy ở trên cái nhóm Zalo để cho các bố mẹ cho con ở nhà xem trước này, đến đấy thì mình sẽ gọi là làm sao để cho các con trình bày cái chủ đề các con đã xem, có thể là thiết kế qua những cái trò chơi, những cái game gì đấy để cho các con tham gia. Nhưng mà chúng ta cũng hãy lưu ý là trẻ con thì đi ra như vậy thì các con sẽ mang tâm lý là mình đi chơi chứ không phải mình đi học. Thế là đưa bài học vô, các bạn lại nói tại sao đến đây phải học. Nên chúng ta hãy cố gắng lồng ghép bài học vào những cái trò chơi để cho các con vui vẻ hứng thú và nghĩ là đây là chơi, hoặc là các con biết đấy là học nhưng mà các con thấy học vui cho nên các con tham gia. Nếu mà các con không có đáp ứng như vậy thì chúng ta hãy cho các con học một xíu thôi, rồi mình cho các con chơi tự do, không có nên ép buộc là phải học. Tại vì mình sẽ thử những cái cách này cách kia, hôm nay không được thì hôm sau mình sẽ thử cách khác. Đấy là cái cách mà bọn em xây dựng đội nhóm. Chia sẻ của em mình đây chị Thủy nhé. Cảm ơn Hiền. Và Dạ. bây giờ mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn một số cái hình ảnh về đội nhóm. Đối với đội nhóm Vũng Tàu thì các bạn cũng đã thấy trên cộng đồng rất là nhiều rồi. Bây giờ mình xin chia sẻ một vài cái hình ảnh của đội nhóm Đắc Hà để mình có thể thấy qua được cái phong trào ngày đó của tụi mình nhé. Thêm một hình ảnh nữa, đó là hình ảnh của cộng đồng. Trong bức hình này thì mình có mời thêm được nhờ bạn của mình tại một trung tâm tiếng Anh ở Kon Tum, mời được các thầy cô người Philippines để có thể giao lưu và chia sẻ với các con. Trong cái lần đi này là các con rất là thích và nói cũng được rất là nhiều, qua rất là nhiều hoạt động. Đó là thông tin của đội nhóm bên mình. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Cảm ơn sự nhiệt tình của ba bạn khách mời. Và bây giờ mình sẽ đọc qua các cái câu hỏi mà các bạn đã gửi trên group để mình có thể trả lời cho các bạn được chi tiết hơn. Các bạn chờ mình một tí nha. Ok. Rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên mà mình thấy được ở cái thời gian đầu, thời điểm đầu của buổi Zoom, đó là có bố mẹ đã đặt câu hỏi là không hiểu được các bước nộp bài. Thì qua cái phần chia sẻ của bạn Hiền cũng như bạn Thơ thì cũng đã nhấn mạnh rõ là các bạn sẽ coi trong cái tách học. Mình nói rõ thêm một chút ở preschool, bởi vì là mình có chấm bài ở preschool, thì trong preschool nó có cái phần basic. Cái phần basic thì nó có cả phần là lồng tiếng, cả phần con kể lại chuyện, rồi cả phần là con sẽ thuyết trình cái câu chuyện đó, con trả lời để hiểu được câu chuyện. Nó bao gồm tới 5 hoạt động, 4 đến 5 hoạt động trong đó. Vậy thì bố mẹ hãy cho con mình làm tuần tự từng bước một theo đúng hướng dẫn của bài học. Nếu mình không hiểu ở đâu thì mình sẽ hỏi ngay admin ở đó. Và khi mà con thực hiện được bước nào thì bố mẹ hãy gửi ngay cái phần kết quả đấy để được advisor chấm và hướng dẫn, để qua cái phần comment đó, qua cái phần nhận xét bài đó thì bố mẹ có thể rút ra được cái bài học tiếp theo cho các cái phần bước tiếp theo của con. Mình đừng dồn lại một lúc. Ví dụ như là mình chờ cho con thực hành đủ 5 phần của
của basic rồi mình mới nộp bài, thì cái phần sai ở trong đó hoặc là cái phần con còn thiếu thiếu sót thì con sẽ không được điều chỉnh. Và bên cạnh đó thì nó có cái phần bonus 1 và bonus 2 rồi đến phần tự luyện. Thì trong cái phần bonus 2 nó có bài tập listening và cái phần tự luyện là bài tập ngữ pháp. Thì hai cái phần bài tập này bố mẹ có thể cho con làm song song. Ví dụ trong lúc con ngày hôm nay con luyện phần nghe truyện thì con có thể chán quá, con có thể làm một hai bài tập ngữ pháp. Cái phần ngữ pháp thì bố mẹ chỉ cần chụp hình ảnh để nộp, cho nên là con có thể làm và bố mẹ có thể dùng hình ảnh lại, bố mẹ nộp một lần. Tuy nhiên mình hãy để một cái tiên quyết đầu tiên, đó là mình con hoàn thành tới đâu mình báo cáo tới đó, để mình có thể thấy được cái phần đi tiếp theo mà mình cũng sẽ nhẹ gánh hơn, con cũng sẽ đỡ nặng nề hơn khi mà dồn bài xong rồi admin advisor nhận xét xong rồi con phải sửa lỗi hàng loạt trên các video như vậy thì con rất là nhanh chán nản. Và có một cái ý nữa, đó là bố mẹ nói rằng là bố mẹ quên mất thông tin nộp bài của con, hôm trước nộp cái gì ngày hôm sau quên mất. Thì khi bố mẹ nhận task, giống như lúc nãy mà bạn Thơ với bạn Hiền đã chia sẻ đấy, thì bố mẹ nhận task học thì bố mẹ phải khai thác bài học, bố mẹ phải có một cái quyển sổ tay đi lên lịch trình. Ví dụ như là trong cái task 1 đấy con phải thực hiện 5 động hoạt động, nên bố mẹ ghi ra cái hoạt động chính, xong hôm nay con đã làm được hoạt động nào thì mình sẽ đánh dấu tiếp vào hoạt động đó để bản thân mình không bị quên. Và mình có một câu hỏi cũng rất là hay, mình sẽ đọc câu hỏi lên cho các bạn nghe nhé. Ra ngoài đi con. Các bạn chờ mình một tí để mình lướt lại cái câu hỏi phía trên. Có một bạn hỏi như thế này, đó là khi con thuyết trình thì con hay bị một cái tư duy đó là chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Có nghĩa là con có cái xu hướng là dịch đấy. Vậy thì làm thế nào để mà con không có một cái tư duy lòng vòng như thế? Câu hỏi này thì mình xin mời bạn Thơ nhé. Thơ sẽ giúp cho các bạn có thể trả lời được cái phần thắc mắc này được không ạ? Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn câu hỏi của các ba mẹ và của chị Thủy. Thì em xin trả lời cái câu hỏi này như sau. Tức là cái việc mà con tư duy từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đó là mình đã bị ảnh hưởng với cách học cũ. Và hiện tại thì em thấy là cũng có một số các trung tâm tiếng Anh hiện tại bây giờ vẫn đang học theo cách cũ đấy ạ. Dẫn đến là việc là con mình có cái tư duy là con sẽ dịch sang tiếng Việt trước, sau đó thì con mới dịch sang tiếng Anh. Và cái tình trạng này thường gặp phổ biến ở những bé lớn khoảng từ 8 tuổi trở lên. Cái điều này sẽ làm cho con, thứ nhất là mất thời gian nhiều hơn, và đôi khi là cái cách thức mà diễn đạt trong tiếng Anh ấy sẽ khác với tiếng Việt. Nên là nếu như mà con tư duy bằng tiếng Việt, con dịch sang tiếng Anh thì dẫn đến có thể là con sẽ bị sai cái cấu trúc ngữ pháp. Và cái cách khắc phục ở đây đó là mình sẽ cho con tăng nghe và tăng xem lên những cái chủ đề bài học phù hợp với cái khả năng của con để giúp cho con tích lũy dần dần. Và mình sẽ hạn chế cái việc dịch nghĩa cho con, hay là cũng như là yêu cầu con dịch nghĩa của cái nội dung hoặc cái video hay là cái nội dung mà con xem ấy. Thì từ những cái hướng dẫn của admin thì chúng ta sẽ hoàn thành cái phần sườn cơ bản. Sau đó thì con sẽ dành thời gian xem thêm các cái video để mình có thể là bắt chước lại học cách nói hay là học cách thuyết trình. Thì từ đó thì con sẽ cải thiện dần được những cái vấn đề này đấy. Cảm ơn Thơ rất là nhiều. Một câu hỏi nữa đến từ một bạn, có lẽ mình tin rằng bạn ấy đang ở bước đầu của preschool. Câu hỏi của bạn có hai ý. Làm thế nào để có thể khuyến khích con kể lại nội dung câu chuyện con đã đọc hay nội dung con đã xem? Và ý thứ hai đó là với những từ mới thì mình có nên giải thích bằng tiếng Việt cho con hay không? Câu hỏi này mình xin phép đặt trả lời nhé. Bởi vì mình đã từng áp dụng cho hai bé nhà mình, đó là cái phần con kể chuyện. Và một cái bí kíp dành cho cái việc mà con nghe chuyện rồi con kể lại, đó là mình cho con kể về những câu chuyện cổ tích. Bởi vì các bạn biết không, chuyện cổ tích ấy, nó hình ảnh rất là sinh động, đặc biệt là trong English Scene, nó rất là sinh động, nó cuốn hút con. Như ban đầu mình nói ấy, là con sẽ được qua cái kênh hình và kênh tiếng thì con sẽ tiếp thu rất là nhanh. Cho nên là mình ưu tiên cho cái phần truyện kể về fairy tale. Với lại là có một cái điểm nữa là trong fairy tale nó có một cái mô típ y xì nhau, cấu trúc câu y xì nhau, nội dung tương tự nhau. Thế là con gặp khó khăn khoảng 3 câu chuyện đầu thôi các bạn. Sau đó 20 câu chuyện sau là con làm vèo vèo. Cho nên là nếu bố mẹ nào mà muốn con khuyến khích để kể được nội dung câu chuyện thì hãy bắt đầu với fairy tale trong English Scene, bắt đầu bằng level 1, lên level 2 và lên level 3. Và đặc biệt khi con gặp một cái từ mà khó khăn thì mình đang cai tiếng Việt mà các bạn, cho nên mình sẽ không giải thích bằng tiếng Việt cho con, mình sẽ ưu tiên kênh hình
mình sẽ ưu tiên trên hình cho con để mình sẽ giải thích cái từ vựng đó qua hình ảnh cho con. Nếu cái từ nào mà gặp khó khăn trong việc truyền tải qua hình ảnh thì mình sẽ lựa cái lúc mà mình nói chuyện bằng tiếng Việt với con hàng ngày ăn cơm chẳng hạn, thì mình nói đến cái vấn đề đó trước, sau đó mình sẽ tác động lại, quay trở ngược lại với cái từ vựng đó cho con để con hiểu hơn. Đó là một cái bí kíp mà mình thường áp dụng đối với các bé nhà mình. Và có một câu hỏi nữa, đó là bạn ấy hỏi mình là, bạn ấy hỏi trong chương trình là khi mà con diễn đạt một câu dài hoàn chỉnh thì con không được, không nắm được các ý chính, thì phần này phải làm như thế nào? Hiền ơi, Hiền giúp bạn ấy được không nào? Tức là khi bạn ấy nói rằng là con muốn diễn tả một câu nói với cái ý dài mà không hoàn chỉnh được, con không biết cách để nói thì phải làm thế nào? Em xin phép trả lời câu hỏi này. Khi mà con muốn diễn đạt một câu dài đúng không ạ, mà không biết diễn đạt như thế nào, thì có nghĩa là mình phải hiểu là con đang nạp vào chưa đủ, cho nên là mình tăng cường cho con nghe xem để con nạp vào đã. Và thứ hai là mình khuyến khích con nói. Mình ví dụ như là con nói mà mình thấy là đang lúng túng, mình cũng khuyến khích cho con nói được từng nào thì hay từng đó, và câu cú hay là từ nó bị lộn xộn mình cũng không có quan trọng. Ví dụ như là các cái bạn nhỏ chúng ta mà nói tiếng Việt, khi mà tập nói thì các con sẽ có xu hướng là nói ngược. Ví dụ như là áo đỏ thì sẽ nói là đỏ áo. Đấy, xong rồi cửa nhà thì nói là con để ở ngoài cửa, thì nói là để ở cửa ngoài. Thì đấy là bình thường rồi, là khi kể cả những cái từ ngắn như vậy mà còn bị sai thì chắc chắn là khi nói câu dài nó sẽ sai nhiều hơn. Đấy là điều bình thường. Cho nên là bố mẹ hãy tăng cường cho con nghe xem những cái kênh giống như chị Thủy nói. Bây giờ đến cái đoạn preschool thì chúng ta cho nghe xem giải trí nhiều. Và em cũng khó thấy một bố mẹ nào vừa hỏi câu là làm sao để tăng thời gian nghe thụ động cho con ấy, thì em kết hợp vào câu hỏi này luôn. Có nghĩa là chúng ta tăng nghe xem thì con mới có cái đầu ra để con nói được dài. Thì cái thời gian xem thụ động thực ra thế tùy vào từng nhà. Ví dụ như là có những bé, hồi nãy em có thấy là bé 3 tuổi mà học preschool rồi, trời ơi, thật ra đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà cái giai đoạn này thì bạn ấy có khá nhiều thời gian thì mình cho con nghe những cái thời điểm, ví dụ như con đi học trễ hơn bạn lớn thì con có thể nghe thời gian đấy, con về sớm hơn bạn lớn thì mình cũng tranh thủ cho con nghe thời gian đó. Thực ra cái mốc 1-2 tiếng một ngày, tại vì hồi nãy em thấy bố mẹ có ghi là 3 tuổi học preschool, tại vì thực ra ngày xưa có những bạn học cùng anh chị lớn ấy, thì các con cũng có thể học cái lộ trình speed, không nhất thiết là học lộ trình gift. Đấy, thì những bạn nhỏ thì thứ nhất là bố mẹ ưu tiên cho con, là tại vì bạn lớn thì bạn lớn tuổi lớn hơn thì mình ưu tiên cho bạn lớn học nhiều hơn, nghe nhiều hơn đã. Bạn nhỏ mình xác định là con còn nhiều thời gian để học thì mình cứ cho con từ từ chậm chậm cũng được. Mình không nên cố gắng là đi cùng lúc hai bạn đồng đều như nhau. Thực ra là nó rất là khó, phải có một bạn được học nhiều hơn, một bạn được học ít hơn nếu mà bố mẹ đồng hành cùng hai bạn một lúc. Chứ không thể nào mà hai con đều có thể là tiến bộ hoàn hảo như nhau. Tất nhiên là cũng có nhưng mà rất là hiếm. Đấy là điều bố mẹ chúng ta cần giải tỏa tâm lý cho mình. Thứ hai là khi mà con nói sai, mình cứ để cho con nói không sao hết, và mình cho con nghe xem nhiều thế thôi. Và mình khuyến khích con kể lại những cái mà con nghe xem. Nếu con không kể được thì bố mẹ hãy đặt những cái câu hỏi đơn giản, có nghĩa là mình sẽ là người khơi gợi để con nói. Ví dụ như là con không kể được lại cái câu chuyện mà con đã xem, đã nghe, nhưng mà mẹ hỏi một câu đúng, nắm bắt được trong cái, có nghĩa là con nắm bắt được cái câu nào, ý nào trong bài đấy, thì con sẽ nói ra. Cái việc nói ra nó rất là quan trọng. Mình có nghe ở trên YouTube chia sẻ của một cái cô ở nước ngoài, cô nói là nếu mà muốn giỏi tiếng Anh, kể cả người lớn hay trẻ em, cái thời gian nói phải bằng cái thời gian nghe. Có nghĩa là nếu mà để muốn nói tiếng Anh thật sự tốt thì là cái thời gian nói phải bằng cái thời gian nghe. Cho nên mình khuyến khích con nói, nếu không nói được dài thì nói ngắn đã, nếu chưa nói được đúng thì cứ nói sai, miễn sao là con chịu nói. Đấy ạ, đấy là cái chia sẻ của em ạ. Cảm ơn Hiền rất nhiều. Hiện tại thì mình nhận rất là nhiều câu hỏi quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên các bạn biết đấy, chương trình thì nó có giới hạn về thời gian, và những câu hỏi chưa được trả lời thì admin cũng như là các bạn hỗ trợ đã ghi lại và có thể giải đáp cho các bạn trong những ngày sắp tới. Ngoài ra khi các bạn hiện tại chưa nghĩ ra được câu hỏi nào, nhưng mà ngày mai ngủ dậy mình ngẫm lại chương trình hôm nay, mình có những câu hỏi hoặc là mình những có những cái khó khăn đối với con mình, thì mình hãy inbox cho admin để admin có thể gỡ rối giùm cho các bạn nhé.
Khép lại chương trình ngày hôm nay với chủ đề cai tiếng Việt, bước quyết định phản xạ tự nhiên ở trẻ. Một lần nữa, VNYC muốn nhắn nhủ tới quý vị phụ huynh rằng giai đoạn preschool là giai đoạn cực kỳ quan trọng để chúng ta hoàn thành trọn vẹn một chương trình học. Để thành công trong việc cai dần tiếng Việt cho con, giúp bé có phản xạ tự nhiên, thì các bạn quan trọng nhất vẫn là bám sát và kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các yêu cầu bài học cũng như là tạo dựng môi trường cho con tương tác qua hoạt động đội nhóm online hoặc offline một cách tích cực. Sau cái chương trình hôm nay thì những bố mẹ ở khu vực nào, đảm bảo với các bạn là ở khu vực tỉnh nào thì đều có BMYC ở đó, kể cả admin lẫn người học. Cho nên các bạn hãy mạnh dạn tìm kiếm thông tin trên cộng đồng bố mẹ yêu con và BMYC đọc sách mỗi ngày để có thể tìm thấy thông tin những người bạn đang rất cần chúng ta mà mình tưởng chừng như không hề tìm thấy đó nhé. Và giai đoạn cần về đích để cần tăng tốc độ cũng như là có sự nỗ lực quyết tâm và nhìn thẳng đến cái vạch đích mà chúng ta tiến đến thì không bỏ qua bất cứ một cái cơ hội nào tạo nên cái môi trường tương tác cho con. Hãy tìm bạn cho con và cùng với con học trong những cái bài học, và hãy nhìn quanh hàng xóm của mình, địa phương mình cũng như là các cái chương trình học từ free cho đến những chương trình học được lên gói học trong BMYC để mình có thể chọn cho con mình một cái phương pháp học tích cực tiếp theo để giúp con có một cái đòn bẩy tăng tốc mãnh liệt hơn nhé các bạn. Và chắc chắn rằng chỉ cần mà các bạn làm được những điều như trên thì chúng mình đã thành công với cái bước cai tiếng Việt cho con rồi đó. Và đối với chúng tôi thì hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đang đi các bạn ạ. Hãy chia sẻ với cái niềm vui mà mình mang trên mình đem đến niềm hạnh phúc cũng như là niềm vui cho những bạn khác. Đó cũng chính là niềm vui cho chính bản thân mình. Đó chính là thông điệp cuối cùng mà buổi Zoom tối hôm nay muốn chia sẻ đến toàn bộ bố mẹ và các bạn đang coi Zoom trong phòng Zoom cũng như là đang coi chương trình được phát trực tiếp trên fanpage. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.